nhân tham, duyên tham, cách thức tham, nghiệp tham. Phải đủ ba điều kiện trên mới đủ cái thứ tư là nghiệp. Nhân tham là chính mình có lòng tham. Nhân duyên tham là cái việc mà cái đồ người ta để đó cho mình lấy. Rồi cách thức tham là mình suy nghĩ cách nào để mình lấy. Ba cái đó phối hợp lại, nhân, duyên, cách thức, rồi bắt đầu nghiệp tham nó có mặt. Phật giải kỹ như vậy đó. Nếu mình mà không có, mình mà có cái nhân tham mà không có ai để hở cái gì cho mình lấy hết, thì cái nhân tham nó không có cơ hội nó sinh. Hiểu ý không? Đó, thì con cái ở nhà của mình cũng vậy. Nhiều khi mình nghĩ nó con nít, mình đi chợ về 3 đồng, 5 đồng mình để đầy nhà, đầy cửa hết. Con nít nó sẽ lấy cái tiền đó. Nó đi vô trong trường học á, có mấy cái tiệm kẹo kế bên á, nó mua kẹo nó ăn. Thật ra không có gì mà gọi, mình thấy đâu có gì tội đâu. Nhưng quý vị sẽ thấy cái tác hại là nó bắt đầu biết lấy tiền của mình mà không xin phép. Rồi bắt đầu nó biết xài tiền ở những cái tuổi của nó mà mới có 7-8 tuổi, 8-9 tuổi mà nó biết đem tiền ra shopping nó mua đồ ăn nó ăn. Nhưng mà khi mà nó mua rồi thì đâu phải trong shopping chỉ có mấy cái món tiền, mấy món, mấy đồng mà nó có đâu, có những món hơn cái nó cần, hơn cái số tiền nó có. Thì bắt đầu nó nghĩ tới cái cách sao, mẹ mà có để tiền kiểu này là trong phòng mẹ có tiền, túi ba có tiền. Thành thử chính mình đã vô tình à. Và quý vị biết là một đứa con nít, mặc dù nó con nít, nhưng mà cái chủng tử bất thiện của nó mạnh như một người lớn, chứ không có khó đâu. Cho nên mấy cái người mà làm social worker, họ lên những cái chỗ công cộng, họ lên họ cho mình biết, họ nói ồ tôi biết được á, có một đứa nhỏ đó, nó bị autism, nó hay lên cái chỗ này nó sinh hoạt nè. Tôi cho quý vị biết là mấy em mà nó ở cái tuổi mà tuổi teen rồi đó, mình phải để ý nó đó. Tại có những em nó bệnh tâm thần. Nhưng mà nó lạ một cái nữa, nó gặp con gái nó vẫn chạy theo, nó thích, nó đùa, nó giỡn. Thì người ta mới ngạc nhiên. Nhưng mà đối với mình Phật giáo không có gì ngạc nhiên cả. Nó chỉ bệnh trên hiện tượng đời này của nó thôi. Nhưng mà trong chiều sâu chủng tử, tham dục, ái dục, sân hận nó. Một đứa nhỏ bị bệnh tâm thần, nó biết giận nó hét không? Có không? Có. Như vậy thì chủng tử sân nó có chứ. Mà chủng tử sân nó có thì những chủng tử khác nó phải có chứ, tại sao không? Một đứa con nít hồi nhỏ mà nó thấy người ta lấy đồ của nó là nó giành, nó giật, nó hét, nó quạo lên. Một đứa nhỏ nó đã thể hiện cái chủng tử ích kỷ sân hận đó thì những chủng tử khác phải có, chứ không thể không có, phải không? À, cho nên mình tu tập để làm gì? Phật giáo dạy mình tu là để làm gì? Tu để nhận diện những cái đó. Và khi mà nó còn nhỏ đó, mà mình không có biết cách mình tưới tẩm nó, thì y chang như mình thôi. Người lớn cũng vậy thôi. Mình bất quá là lớn cái đầu, cái xác chứ, mình đâu có lớn cái hiểu biết, cái trí tuệ để mình nhận ra những cái negative ở trong người mình đâu. Hằng ngày trong vô tình mình vẫn tưới tẩm tham sân si, những hạt giống bất thiện đó như thường. Cho nên Kinh Di Đà nói, người nào muốn vãng sanh cực lạc phải đủ ba điều kiện là thiện căn, phước đức, nhân duyên. Kinh nói bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức, nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Không thể nào mà lấy một chút phước ít, phước đức, nhân duyên, căn lành mà sanh về cõi đó được. Cái người mà mình, một cái người mà thiếu căn lành, thiếu cái tâm cầu học, mình không dạy được. Cho nên á, một cái giới đàn mà giới tử đi thọ giới, giới đàn phải trang nghiêm, giới sư phải thanh tịnh, giới tử phải chí thành. Hội đủ ba điều kiện đó giới tử mới đắc giới. Bây giờ anh quỳ ở dưới anh thọ giới mà giới tử, giới sư truyền giới mà anh bị phân tâm. Một người bước vô anh ngó, anh nhìn có ai vô, rồi phía sau rớt cái gì anh nhìn có ai làm rớt cái gì đó, bị phân tâm. Thì lúc đó cái vị giới sư truyền giới cho vị giới tử đó không, hình tướng hình thức thì có, nhưng mà thật sự sự đắc giới nó thiếu.
Cho mình khi mình thọ giới là tâm mình phải nhiếp, nhiếp lại. Cho nên mình mà muốn chữ nhiếp là gì? Mình thu nhiếp nó lại. Cho nên cuối sinh đức từ bi nhiếp thọ là mình phải thâu lại. Cái tâm mình nó tùm lum tà lá, mình phải thâu nó lại. Một cái người mà người ta cầm một cái máy đó, dưới một cái số lượng người gì mà ta cầm cái máy, chụp cái rắc ta kêu nhiếp ảnh, thu nhiếp tất cả mọi hình tướng của mọi người vào trong một cái bức hình, thì cái đó gọi là nhiếp ảnh. Thấy không? Mà tâm mình bây giờ nó chạy đông, chạy tây, chạy nam, chạy bắc, phương trên, phương dưới gì đó, mình gom nó lại gọi là nhiếp tâm. Và bây giờ cái tâm nó đi 10 phương thế giới, mình đưa tâm nó trở về một chỗ thôi thì gọi là nhất tâm. Cũng một thôi. Rồi cuối cùng á, mình đưa cái tâm mình trở lại thì mình phải thấy được những cái đó. Cho nên một vị thầy, một vị sư cô muốn độ một người đệ tử chuyển hóa thì chính vị người mộ độ phải có được cái năng lực tự chuyển hóa. Rồi bên này cái gì muốn chuyển, cái gì bên này muốn chuyển hóa. Cho quý vị thấy không, tại sao Đức Phật Di Đà phóng quang tiếp dẫn? Tại sao Phật đưa bàn tay? Bàn tay này là tượng trưng cho sự dẫn dắt. Nhưng mà mình có muốn Phật dẫn dắt không? Tay Phật thì sẵn đưa ra, mà mình thì chẳng chịu đưa tay cho Phật nắm, thì làm sao Phật dẫn? Phải không? Mà hơn nữa đó, một tay Phật dẫn, một tay Phật cầm bông sen. Phải không? Bông sen là quả, bàn tay là mình dẫn dắt. Chỉ cần mình đưa tay cho Phật dẫn dắt thì tự nhiên cái quả thượng mình có mặt. Cho nên cái tượng Phật Di Đà, tất cả đây cũng là một cái ấn nha. Ấn này gọi là ấn tiếp dẫn. Còn đây cũng là một cái ấn nè, ấn ban phước. Đây là một cái ấn nè, ấn vô úy. Đó. Tại ấn là gì? Ấn là một cái biểu lộ của tâm. Hãy cái tâm mình nói hay sao, con người mình sao, mình quơ tay mình bày tỏ. Tôi, nghe nói tôi hay đưa tay. Thấy không? Đó. Xin thưa với tất cả, thưa cái mình đưa như vậy thì tất cả cái ấn hết. Cho nên mình đứng trước Phật mình chắp tay cũng là cái ấn, chắp tay cũng là một cái ấn đó. Ấn này là ấn gì? Ấn phổ lễ. Chắp tay là ấn phổ lễ, mà hai ngón tay chắp vô cây nhang như vậy là ấn cúng dường, phổ cúng dường. Á nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng đó, mình hay tụng đó. Đó, thì đây là cái ấn phổ lễ nè. Cho nên mình cái người Hoa đó, người ta lễ, người ta lại Phật xong ta đứng dậy, người ta khép cái tay, người ta đưa lên trán cái. Con xin đem tất cả cái lễ này, lễ cùng khắp hết, ấn phổ lễ. Quý vị thấy người Hoa, chùa Hoa, người ta xá xong cái ta chấp tay, ta đưa lên phổ lễ. Quý vị ngồi thiền, quý vị để cái tay quỳ trước mặt là ấn hàng ma. Đưa cái tay đó xuống rồi là tất cả mọi cái vọng động phải được vắng lặng hết. Ai bước vô thấy mình ngồi kiểu này, đừng có nói chuyện, người ta đang ngồi thiền. Chỉ đưa cái ấn đó lên thôi là mọi ma kia nó lão sao nãy đó, nó yên lặng hết. Nó còn ở ngoài cửa kia nó còn nói chuyện, chứ bước vô đây thấy mình ngồi kiểu này nín thinh hết trơn, không phải hàng ma sao? Con ma lớn tiếng, con ma vọng tâm, con ma gọi là thất niệm mất hết. Cho nên Phật có ấn. Rồi thí dụ như bây giờ nè, quý vị đi vô thăm bệnh, quý vị có lấy cái tay quý vị để lên vai của người bệnh không, trước khi về không? Bác yên tâm nghe, vài bữa nữa bác về, yên tâm đi, để cái tay lên trên vai. Ấn gì? Ấn vô úy đó. Ấn ban phước đó. Rồi mình vô với mình nắm tay người ta, mình vuốt ve, trời ơi tội quá, bác khỏe không, ăn được không, ngủ được không, hỏi làm gì? Ấn vuốt ve. Không phải. Ấn ban phước, ấn vô úy, làm cho người ta không có sợ hãi. Thường thường mình nói cái gì á, tai mình nó đi chung, phải không? Đó, quý vị mà lỡ đi ngang đụng vô cái cột, cái chân nó đau muốn chết, tự động cái tay mình nó đưa xuống, nó xoa liền, phải không?
tay nó đưa liền. Cho nên nó chúng sanh mà khổ đau thì lòng từ bi có mà nhận diện được cái đau chỗ đó là bàn tay nó đưa tới liền. Thiền thủ thiên nhãn, thiền thủ thiên nhãn, ngàn tay ngàn mắt thấy khổ mới cứu khổ được. Cho nên thầy muốn độ mình là một chuyện rồi, nhưng mà quan trọng là mình có cho thầy độ không. Phật sẵn sàng đưa tay dẫn dắt mình, mà mình có chấp nhận được sự dìu dắt đó không. Và nếu như mình tâm niệm rằng tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư, trong ba người đi chung phải có là một người thầy mình. Còn ai mà chê mình, chỉ dẫn cho mình cái dở, đó là thầy mình. Ai khen mình đúng mức là bạn mình. Mình dở ẹt mà đưa mình lên trời xanh, kẻ thù mình làm cho mình tưởng thiệt lâu nay cho mình đi tàu giấy không, tức là làm cho cái ngã mạng của mình nó lên. Điều thứ nữa là gì? Cả thầy và trò phải có phước. Thầy phải có phước, có đức để độ đệ tử. Người đệ tử phải có phước để nhận cái lời giáo huấn đó. Chứ không phải ai cũng có thể đâu. Tại vì sao? Pháp Hòa ví dụ phước như sức khỏe vậy đó. Mình khỏe rồi thì ai cho mình món ăn gì mình ăn cũng được. Mình mà không khỏe thì dưa leo không dám ăn, dưa hấu không dám ăn, ra mưa không dám ra. Người khỏe thì mưa gió cũng bình thường, các món rau mình ăn bình thường. Thì cái phước nó cũng vậy. Khi không có phước rồi thì việc này không được, việc kia không được. Mình không nghe được những lời lành. Cho nên nghe được lời lành đó, là mình biết rằng cái đó là cái duyên lành của mình. Hồi đó có một thầy, thầy cũng tâm sự cho Pháp Hòa, thấy nó trời ơi sao tôi dạy đệ tử hoài nó không nghe, nó lì lắm, nó hay chống tôi lắm. Pháp Hòa nói thôi thầy lại vạn Phật đi. Nhiều khi mình làm đệ làm thầy nhưng mình không có, chưa có đủ cái phước để cảm hóa nó. Được cái có phước độ nó rồi đó. Giống như mình có phước sanh được đứa con rồi đó, mà giờ không có phước con nó nghe lời. Nó nghe lời thì mình mới có phước một phần thôi. Phước nó cũng phần chứ đâu có toàn đâu. Phước phần là có được đứa con. Nhưng mà đứa con nào mà nghe lời mình á, là đứa con đó là tùy sanh. Nó là dạng con tùy sanh đó, mình dạy đâu nó nghe đó. Còn đứa con nào mình dạy nó không nghe, mà chẳng những nó không nghe mà nó làm tệ hơn điều mình nói, là nó là liệt sanh. Nó là sanh ra nhưng mà tâm tánh chí ý nó hạ liệt, thấp hèn. Còn đứa con nào mình chẳng dạy dỗ gì mà nó rất là giỏi, rất là có tài, đứa con đó gọi là con ưu sanh. Phật dạy trong kinh con nó cũng ba loại: ưu sanh, liệt sanh hay tùy sanh. Thật ra mình có con á, là một phần của cuộc sống là có con thôi. Nhưng mà cái quan trọng là có phước để dạy nó không, có phước để cảm hóa không. Nhiều khi sanh nó ra rồi cuối cùng mình với nó là nghịch. Mình nói một câu nó chống hai câu. Nhiều thành thử nhiều khi nó cũng là oan trái của mình. Cho nên cả hai đều có phước. Mình phải có phước độ người nhỏ, người nhỏ phải có phước để lắng nghe lời người lớn. Thế thì trong cuộc sống của chúng ta, phước rất quan trọng. Tiền của đời này mình làm, xài hết đời này thôi à. Hết đời này mà chưa hết tiền, tiền cũng vô dụng. Nhưng mà phước mình tạo, hưởng được đời này, hưởng luôn cả đời sau. Cho quan trọng. Cuối cùng quý vị nhớ nha, phước đức của tự thân. Tự thân mỗi người phải có phước, không có phước là không làm gì được hết. Con nghe thuyết pháp và học của thầy, con hiểu như vậy là trí thức. Làm sao trí thức thành trí tuệ thưa thầy? Cái này gọi là chuyển thức thành trí. Tu là mình chuyển mà. Nhưng mà mới đầu á, mình chuyển nghiệp. Thí dụ như hồi xưa mình nóng tính, nghiệp xấu, bây giờ mình chuyển thành nhẫn nại. Mình vô minh thì mình chuyển thành minh. Quý vị nhớ là tu là mình chuyển. Cho nên thập nhị nhân duyên cũng vậy thôi à. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập cũng thế thôi. Mình nhận ra nó là cái vòng lẩn quẩn của luân hồi. Nhưng bây giờ mình muốn vượt ra khỏi luân hồi thì mình làm ngược nó lại. Vô minh là phải minh.
Hệ thức là phải trí. Tại thức là gì? Là nhận thức. Mà nhận thức là có phân biệt, không? Có so sánh, có phân biệt. Mà có so sánh, có phân biệt là có phiền não. Còn nếu mình chuyển thức thành trí là gì? Nhận sự việc như là mà không so sánh. Ví dụ, nhìn vô cái bình hoa này, đây là bình hoa lan được cắm tại chùa Huê Lâm, chậm hết. Nhưng mình đâu có vậy đâu. Bình lan này nhưng mà nếu mình để nói ở trong lòng thôi nha, mà thường là cái nghiệp của mình nó nặng lắm, không bao giờ nhận thức như vậy và để yên vậy đâu. Khều, thấy bình hoa này xấu không? Xấu hơn bình kia. Tôi có biết bình kia ra làm sao? Để tôi lấy hình cho coi. Nói có sách, mách có chứng. Tuần rồi tôi chụp hình cái chùa kia, chụp đám lan lắc đẹp mà bây giờ mới mở ra coi. Rồi bắt đầu đó ngồi đó phân biệt đẹp xấu chỗ này chỗ kia. Cái bắt đầu cái gì? Nếu mà cái người kia ta nhẹ nhàng ta bỏ qua, nhưng mà nếu người đó mà có cái tính mà hay nói tới nó lui, kêu trụ trì tới, trời ơi bữa cô công xương cô cấm còn thấy tội cô ghê, cái bà đó ban ngồi phải chê cô suốt buổi luôn. Rồi có chuyện cái sư cô, nếu mà sư cô mà nhẹ nhàng thôi kệ đi, ai nói gì nói. Còn nếu sư cô mà phiền, đâu đâu bà nào đâu chỉ tôi coi. Quý vị thấy không, thấy nghiệp lực nó dạy dẫn nhau không, dây dưa hết. Thành thử ra nếu mình chấm dứt ngay cái chỗ đó, đây là bình hoa lan, ở ngay trong giờ phút này, đừng đem cái khác so. Tại vì không, trời ơi chị, sao tháng rồi chị đẹp mà tháng này chị kỳ vậy? Cũng chị ha, mà tháng rồi với tháng này nó khác nhau. Tụi mình tạo nghiệp không? Cũng có người đó mà tại sao mà mình nói kỳ vậy? Toàn là nhận cái nhận thức sai lầm của chúng ta. Cho nên vừa rồi Pháp Hòa trả lời một câu hỏi bên Mỹ. Ta hỏi gì chứ là có những người người ta bị điên á. Phong vào nó nhiều khi người ta điên vậy mà mình dễ thương hơn, còn mình tỉnh quéo à, mà mình đảo điên. Mình không phải điên mà thêm chữ đảo điên nữa. Rồi mình làm cả cuộc đời này nó điên đảo theo cái đảo điên của mình. Người điên mà tao nói vậy đó, có ăn người ta ăn kiểu ngồi ngồi, nhiều khi người điên mà chẳng tác nghiệp. Còn mình tỉnh quéo, mình tác nghiệp mỗi ngày là vì cái điên đảo và đảo điên của mình. Quý vị hiểu ý được chỗ đó không? Thì cũng như vậy. Đức Phật dạy mình á, cái thức á là cái nhận thức. Mà cái gì nhận thức thì mình nên gia thêm, mình chuyển nó đi bằng nhận thức thuần thôi. Không có đem những cái khác vô. Duy thức học cũng phân biệt phân tích cái chỗ này kỹ lắm. Nếu mà mình đem những cái cũ mình so ra, trời ơi tháng rồi hoa đẹp, tháng này hoa xấu, hay hôm qua qua cái chuyện của ngày hôm qua nó không có dính dáng gì tới hôm nay. Thành thử ra mình tu tập á, là mình nên làm sao có trí nếu mình không chịu chuyển. Cho nên tất cả tu là để chuyển thức thành trí. Làm sao để mình có đủ cái trí đó? Chúng ta phải có văn tư tu. Văn, nói văn nói tư nói tu, chứ nếu nói đủ là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Ba cái phải có huệ trong đó hết. Nghe phải nghe bằng trí tuệ, tư duy phải tư duy bằng trí tuệ, và tu tập phải tu tập bằng trí tuệ. Người ta nói lại cái nghe xong lợi bốc cái tay vô bốc lửa phỏng. Ôi sao kêu tôi bị phỏng tay, tại sao không lấy? Tại vì anh đâu có nói gì, anh chỉ kêu tôi bốc lửa thôi. Mình nghe không có huệ, mình tư không có huệ, mình hành không có huệ, tao bị bốc lửa. Người có trí tự biết, ta kêu nói vậy thôi chứ phải tự lấy cái cây gấp lửa, chứ ai mà thọt đưa cả cánh tay vào đó mà lấy lửa ra, rồi phỏng tay rồi lại mắng vốn người ta. Vì mình nghe không có huệ, khi làm không có huệ. Cho nên khi mình tu cũng vậy đó, tu cũng vậy đó. Người ta dạy mình cách này cách này, nhưng mà mình phải tự biết sức khỏe, thời gian vân vân của mình, để mình làm sao mình linh động cái thời khóa tu tập của mình, để tu mà mình có được hạnh phúc an lạc chứ. Chứ đâu phải ta nói vậy mình làm vậy đâu.
Cho nên văn huệ, tư huệ, tu huệ để có được trí huệ. Cho nên quy y pháp, cái ngày mình quy y là mình quy y thế gian pháp. Nhưng mà từ thế gian pháp đó mình ráng tu để mình có được cái gì? Tự quy y pháp. Quý vị thấy một thời kinh của các chùa đó, thật ra ba cái câu chí tâm đảnh lễ là mình quy y rồi đó. Hướng về Phật của biểu tượng, thấy không? Rồi cuối cùng cái bài kinh tự quy y Phật, tự quy y pháp. Đầu vào thì con mượn Phật này, Bồ Tát kia, hình ảnh nọ để con hướng tâm về. Sau một quá trình tụng kinh, nghĩa là sau một thời gian tu tập, con đã cuối cùng con đã nhận biết rằng Phật Pháp Tăng không ở bên ngoài, mà Phật Pháp Tăng chính ở bên trong. Cho nên các tổ đã sắp xếp một thời kinh như vậy. Đầu thì đảnh lễ Tam Bảo, nhưng mà cuối thì Tam Bảo của tự tâm. Khi quý vị làm lễ quy y, quý vị chỉ làm lễ quy y hình tướng của Tam Bảo, nhưng cuối cùng phải trở về, con nhận ra được con có tự tánh của Phật, của Pháp và của Tăng. Cho nên khi mình tụng kinh á, các vị mà thỉnh mỏ đó, 4 tiếng cuối là cốc, 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 cốc. Đó là chuyển sanh, lão, bệnh, tử. Chuyển những cái nhận thức thành ra tứ trí. Chúng ta nói đó, đại viên cảnh trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí. Trí là trí tuệ, mà trí tuệ là do mình tu mà có. Còn đầu tiên mình mượn cái học thức, cái trí thức bên ngoài. Nhưng mà tự mình về mình phải lượm lặt, mình sàng lọc, mình thu gọn lại, mình làm sao để mà nó phù hợp với của mình. Cho nên cuối cùng nè, Đức Phật đi tu, Ngài đi học hết của các vị thầy thời đó. Nhưng mà cuối cùng á, Đức Phật lượm lặt lại mấy cái đó, Đức Phật sàng lọc lại để Đức Phật có cái riêng của Ngài, để chúng ta gọi là do Ngài giác ngộ. Nhưng mà kinh đó không đưa lại kết quả tốt cho Ngài. Từ một con người giàu sang của một thái tử, tự nhiên bỏ hết mọi thứ để, vậy là hai thái cực rồi. Thái cực đầu tiên là thái cực sang trọng nhất, rồi cái cực thứ hai là gì? Khổ hạnh nhất. Rồi sau 6 năm là Đức Phật nhận ra rằng hai thái cực đó không làm cho Ngài đạt đạo. Rồi cuối cùng Ngài đi lại cái con đường gì? Trung đạo. Nhưng mà trước khi Ngài chứng nhập được con đường trung đạo, Ngài không thể tự chứng nhập được nếu Ngài không ở hai cái thái cực trước. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Cho nên khi mà Đức Phật đầu vô bài kinh chuyển luân, này các thầy tỳ kheo, các thầy phải tránh hai cái thái cực, hai cái loại cực đoan, sung túc viên mãn của cuộc sống sung túc và cái sự hành thân ép sát. Như vậy Đức Phật không phải là Ngài không từng trải qua, Ngài đã trải qua các pháp, rồi cuối cùng những pháp đó không làm cho Ngài đạt được cái mục tiêu mà Ngài muốn, và Ngài đã đi thanh lọc lại. Đó. Giống như là 4 giới, 5 giới của các vị cư sĩ bây giờ các vị thọ đó, ngày xưa là 4 giới đó đã có sẵn rồi, nó chỉ có cái giới thứ 5 nó chưa thôi. Nhưng mà khi trong đoàn thể người tại gia và người xuất gia có những người đã uống rượu và đã phạm vào 4 giới trước. Cư sĩ ngoài đời thì uống rượu xong thì sao? Ăn cắp gà của người ta. Rồi người con gái, chủ nhân con gà đi tìm, trong lúc say xỉn, ổng quơ luôn cô gái đó. Ổng làm bậy với cô gái đó. Và khi thưa lên tòa thì ổng chối ổng không có, và ổng ăn cắp con gà của người ta ăn. Cho nên một cái giới uống rượu mà nó vi phạm cả 4 giới trên. Cho nên Đức Phật nói rượu không phải là tội, nhưng nó là nhân để gây các tội.
Rồi có một thầy tỳ kheo đi thuyết pháp hay quá, thuyết xong thì người ta mời rượu cho thầy uống. Nhưng mà lúc đó Phật chưa chế giới cho nên thầy uống thoải mái. Uống xong thì say xỉn, đi ra ngoài đường ói mửa, rồi mình mẩy lem luốc, thì người ta đi ngang người ta cười chê. Một vị sa môn tu hành mà cái phong cách thấp kém quá, uống đến nỗi mà nghĩa là rượu chè như vậy, rồi đến nỗi ói mửa như vậy, thì cái chuyện này đến tai Phật và bắt đầu Phật chế giới. Xuất gia tuyệt đối không được uống rượu, còn cư sĩ tại gia thì phải ngăn ngừa cái giới rượu. Nghĩa là quý vị có giao tiếp xã hội thì quý vị sao? Chỉ xã giao thôi. Còn quý vị xã láng là sáng về sớm. Đó. Còn giới thứ ba, đối với người xuất gia tuyệt đối không dâm, còn đối với cư sĩ tại gia chỉ là tà dâm. Bồ Tát giới cũng vậy, Bồ Tát giới xuất gia là bất dâm, nhưng Bồ Tát tại gia là không được tà dâm. Còn thêm cái giới của khinh đó là gì? Không được hành dâm phi thời xứ. Nghĩa là những ngày chay và những nơi chùa chiền không nên. Chứ còn đâu có cấm đâu, vì đó là người cư sĩ. Thế mình hiểu được cái điều đó, mình tu mà mình có trí, giữ giới mà không khổ đau. Đó, mà mình biết được giới nào của ai và giới nào ở phạm vi nào. Đó. Đó. Thí dụ như một người xuất gia cũng được làm tri chúng, nhưng mà trong luật Bồ Tát là không được tri chúng vụng về. Vụng về là sao? Không thấy cái trí tuệ ra mà suy xét chúng, mà cứ nghe người ta tâu không mà rồi la chúng ở dưới, thì làm sao mình làm một người tri chúng được. Cho nên cái giới Bồ Tát là không được tri chúng vụng về. Anh không tri, anh tri chúng là gì? Là biết được chúng và thống lãnh mọi công việc ở trong chùa. Nhưng mà anh không có đủ tuệ giác để anh phân biết được, không phân biệt được người nào là cái người có khả năng làm việc gì để chia việc cho người ta. Người biết nấu ăn thì anh lại giao cho người ta đi cắm hoa, người biết cắm hoa thì anh lại biểu người ta đi hốt rác. Không đúng sở trường của người ta thì làm sao người ta làm xong việc? Có phải là vụng không? Rồi xong rồi anh không có biết được như vậy, rồi anh nghe lời những cái người người ta mét thế này thế kia mà không có rõ được chúng của mình, điên dễ tin dễ nghe lời, rồi phạt người này rầy người kia, tự nhiên làm một người tri chúng mà không điều phục được trong chúng, đó là vụng về và phạm lỗi. Như vậy thì nó thuộc về giới khinh, nó là thuộc về giới khinh. Nhưng đây chính là giới khinh thì chúng ta dễ coi thường, không thực hiện. Và chính nó khinh mà điều này mà không chỉnh thì sao? Rốt cuộc chúng bỏ đi hết, không ai sống được với mình hết. Và mình làm một tri sự mà không điều nhiếp được chúng, và chúng có ai có ráng ở nhưng người ta không phục tùng mình, hoặc người ta có làm đi nữa thì người ta cũng chỉ làm giống như bổn phận thôi, mà người ta không hết tâm. Từ cái chỗ chúng ta không đủ tuệ giác. Đó. Và quý vị thấy một cái này mà nó hư á, là nó lây những cái món khác. Chẳng hạn như á, Pháp Hòa nghe kể á, trồng rau muống cũng rất là khó, mà bán, mà người, những người mà người ta bán rau muống cũng khổ lắm. Tại vì một cái lá mà nó vàng thôi, mà nó nằm chung với một cái đám rau xanh, thì cái lá vàng nó dễ làm cho những đám rau muống khác nó lây thêm. Thì cái nghiệp lực nó cũng vậy, nó lôi kéo hết, nó dính chùm hết. Cho nên tu tập chúng ta, nhưng mà chúng ta phải đem cái nhận thức đó bằng sự tu tập của mình, để sự tu tập đó giúp cho mình có ra được trí tuệ. Thưa đại chúng, bất cứ việc gì chúng ta nghe, chúng ta biết nó chỉ là văn tự thôi. Thí dụ hôm nay quý vị nghe Pháp Hòa nói, hay là quý vị học bài kinh, thì cái này gọi là văn tự. Rồi sau khi xong quý vị về, quý vị phải tư duy, chúng ta cần phải suy nghĩ, cái đó gọi là quán chiếu. Rồi mình phải sống với nó để mình hiểu được nó, cái đó gọi là thật chứng. Cái gì cũng có thể áp dụng ba câu này hết. Ví dụ vô thường nè, mình học vô thường đi,
Văn tự vô thường. À, ôi, cuộc đời vô thường, sống nay chết mai, hơi đâu mà tránh danh. À, đó, mình nói hay không? Văn tự thôi. Nhưng mà hàng ngày mình ít khi quán chiếu vô thường. Sáng ra tóc bạc cũng rầu, rờ lên cái răng nó lung lay cũng khổ, chân nó đau nhức, miệng nói vô thường mà vô thường nó đang đến với mình nè, từ cái tóc, cái răng cho đến chân cẳng của mình nè. Phải thường xuyên quán chiếu để một ngày nào nó không còn làm gì được nữa hết, mình thật chứng vô thường. Đó, cho nên văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã, thật chứng bát nhã. Biết cái này là chiếc ghe mà không chịu lên ghe, mà nếu lên ghe mà không chịu chèo ghe thì làm sao tới được. Cũng như thế, mình biết nó mà mình phải lên nó, và cuối cùng phải đi với nó. Việc gì cũng vậy thôi. Tại sao người ta có thể nói một cách lưu loát về một cái vấn đề đó của người ta khi người ta thuyết trình, người ta sống với nó? Cho nên các vị nào mà dạy luật giới đó, có tu và có hành trì giới luật đó, lên nói mà luật không có bị khô khan. Nói là mà tại vì các vị đó có ứng dụng luật giới, mà có ứng dụng là hướng dẫn cho người ta ứng dụng cái giới luật rất là nhẹ nhàng và thiết thực, không có văn tự, không có cô động mà làm cho cái người nghe mù mờ và không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra. Cho nên trí có được với điều kiện là chúng ta học thức và đem học thức ứng dụng lâu ngày, nó thành ra một kinh nghiệm để cho chúng ta có được cái tuệ giác đó. Đức Phật mình cũng thế thôi, không có khác. Có nhiều người nói nếu mà nói là Phật Pháp Tăng, vậy thì Phật có phải có Pháp Phật mới thành Phật chứ, vậy thì Pháp của Phật đó là Pháp gì? Rõ ràng là trước khi Phật thành Phật để có giáo Pháp thì Phật phải có Pháp chứ, có phương pháp để tu chứ. Đúng. Trước khi Ngài có cái Pháp của Ngài đó, Ngài phải học các cái Pháp khác, rồi Ngài thanh lọc, Ngài thành tựu để có cái Pháp của Phật. Mà khi mà Pháp của Phật có rồi thì cái này gọi là gì? Chánh Pháp. Phải thêm chữ chánh Pháp nó mới rõ ràng, chứ không thể chỉ nói Pháp thôi. Đó. Cho nên là Pháp là phải nhiều khi nói cho rõ là Phật Pháp hay là chánh Pháp. À, trước khi ba con mất cách đây 2 năm, ông đã nguyện vọng đi theo Chúa. Gia đình có mời cha nhà thờ đến làm lễ và ông đã ra đi sau đó. Vì ba con và mẹ không hiểu đạo Chúa, cũng như cách thức và nghi lễ, cũng như ngu ngơ về đạo Phật, nên đã động vào người ông để cố gắng thay đồ cho ông. Sau tầm 49 ngày mất, con nằm mơ thấy trên trời có 3 vị Phật. Trong mơ con đã lạy người và nguyện cho ba con bớt bệnh. Trong mơ con không nghĩ ông mất. Sau vài tháng thì con lại nằm mơ thấy chó mèo. Trong giấc ngủ và tỉnh thức, con nghĩ là ba con đã tái sinh vào cõi súc sanh. Từ đó con nghe Pháp và cố gắng tìm hiểu. Có phải vì con đụng vào ông làm ông đau đớn nên mới tái sanh vào cõi dữ không? Và hình ảnh 3 vị Phật có ý nghĩa gì? Con đã vô minh hơn 20 mấy năm trời, để nay con tìm về với Phật Pháp và có quá nhiều điều thắc mắc, xin Thầy giúp con. Cái chuyện mình đụng vô cái người mất á, nó chỉ là một cái phần trợ duyên cho người mất, chứ nó không phải là chánh duyên như nãy qua nói đó. Mình tu tập để được về cõi lành mới là cái chánh hạnh. Còn ai đó là đi niệm Phật cho mình 8 tiếng không có đụng vào người mình, nó chỉ là cái phần trợ thôi, chứ nó không phải là cái nhân yếu chính. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nha, cái chuyện đụng vô người 8 tiếng này không có chuyện Phật không có nói. Đây là kinh nghiệm của các tổ. Rồi bây giờ lỡ ví dụ cái người đó không phải là Phật giáo, rồi không lẽ người ta đọa lạc hết sao? Cho nên đừng có căn cứ vào cái điều này để tự mình làm khổ mình, tự mình làm đau thương cho mình, là mình đã hại người thân mình đã không biết cách giúp người thân mình vãng sanh. Dạ không.
Bây giờ quý vị có dặn con cháu mình đó, mẹ hay ba hay là ai đó, mai mốt có mất con nhớ để yên 8 tiếng nha, xin phép sám hối là biết mình chết ở đâu không mà dặn điều đó. Ví dụ lỡ một cái người đó mà họ mất ở ngoài đường do một tai nạn xe cộ thì có được để ngoài đường 8 tiếng không? Có phải không? Cho nên cuối cùng mình phải làm gì để được sanh về cõi lành? Tự mình phải lo cái đường đi của mình. Những cái kia chỉ là phần trợ, nó không phải là cái nhân chính. Dù ai đó niệm Phật cho mình 8 tiếng, cũng đừng nghĩ rằng niệm Phật như vậy 8 tiếng vậy là mình vãng sanh. Nếu vậy đi tu chi cho nó cực trời. Cứ thoải mái đi, rồi lúc gần chết đi kiếm người niệm Phật cho mình. Nếu hằng ngày tâm mình không có niệm Phật, không có tu tập, lúc đó ai có niệm với mình, nó không có tương ưng thì lấy gì nó đi. Hồi nãy Pháp Hòa nói rồi, người ta thương mình có thương người ta thì cái nghiệp ái nó mới có mặt. Thì ngược lại cũng vậy thôi, người ta niệm Phật cho mình mà trong tâm mình phải có Phật, hai cái nó giao thoa với nhau thì cái nghiệp vãng sanh nó mới có chứ. Bây giờ trong lòng mình không có cái gì hết á, toàn là những cái bài hát đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, rồi mình có cái bài một người đi với một người đi với nụ cười hắc hiu, rồi mình có cái bài nhà nàng ở cạnh nhà tôi cha chắc nhau cái dậu mồng tơi xanh rợt, trong đầu mình toàn những cái đó không à. Rồi ta lỡ ta niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư Hay Di Đà Phật, mình có cái gì mình tương ưng để mình đi. Trong lòng mình hàng ngày phải huân tu, cái đó là cái chính nghiệp của mình. Quý vị nhớ vậy, cái đó là cái chính nghiệp của mình. Còn cái chuyện mà mình được trợ duyên trong lúc 8 tiếng hay thế này thế kia, đó là cái phần phước cuối đời. Phần phước cuối đời. Cho nên á, vị Phật tử vị nào hỏi câu này, đừng có lo chuyện đó. Không phải mình đụng vô vậy là ba làm chó làm mèo vậy đâu, đừng có sợ chuyện đó. Cái này là do mình tác động tư tưởng rồi mình suy nghĩ nhiều, nó sinh khởi những cái hình ảnh như vậy thôi. Đấy không? Còn nếu mình muốn biết rằng á, nhờ mình có cái tâm đó, mình hướng tâm như vậy, niệm những cái hình ảnh lành nó có mặt với mình. Chính yếu vẫn là sự, hồi nãy có chú Phật tử hỏi Pháp Hòa, bây giờ vợ con á, mất được 3 năm rồi, con có cần phải tiếp tục bố thí cúng dường tụng kinh để hồi hướng cho người đó không? Pháp Hòa mới nói, dù mất 30 năm mình vẫn làm. Tại sao? Nếu nói về cho người đó, nhờ phước đó tự thân của họ đã được sanh về cõi lành rồi, nhưng nhờ mình vẫn tiếp tục gửi tiền hàng tháng cho họ thì nhà băng của họ thêm giàu chứ họ có nghèo đâu. Đó là mình nói về cái vấn đề cho người đó. Thí dụ bây giờ quý vị biết Pháp Hòa ở Mỹ, rồi tháng nào quý vị cũng cho tiền, dù Pháp Hòa có 100 đồng đi nữa rồi thì Pháp Hòa quý vị có cho thì Pháp Hòa thêm tiền chứ có mất gì đâu đâu. Đó là một việc. Nhưng nếu vì cái người mất đó mà tạo cái duyên cho mình để làm việc bố thí thì trước mắt ai là người hưởng? Chính cái người sống đó. Chính cái người sống đó vì người mất mà mình bố thí thì người đó nhận một phần, nhưng mà thật sự người sống này vẫn nuôi được cái tâm lượng từ bi do cái duyên lành của người mất. Nhiều khi phải có một người tạo duyên thì mình mới giữ cái duyên đó mình tiến. Rất nhiều Phật tử chưa hề biết chùa là gì, chỉ nhờ có đám tang người thân, từ đó mới trở thành Phật tử thuần thành. Chứ hồi xưa giờ là Phật tử tình cảm không. Phật tử tình cảm là sao? Có cảm tình với ai đi đó, phải không? Rồi Phật tử tùy hứng, hứng đâu đi đó, phải không? Phật tử tùy mùa nữa, mùa nào ế mới đi tu. Phật tử cũng nhiều dạng lắm chứ. Phật tử theo mùa, Phật tử theo cảm hứng, Phật tử theo cảm tình. Đó. Chỉ có khi nào mà những Phật tử như vậy á thì sao? Trời hợp. Nếu mà mùa đắc thì không đi tu, chỉ đi tu mùa ế thôi. Mà không, mà đi chùa thì xin Phật cho con đắc, mà nếu Phật linh mà cho đắc là con nghỉ tu, tại con đắc quá lấy gì con tu.
Cho nên là Phật mà linh là Phật lỗ. Mà Phật không linh là còn lỗ dữ nữa. Cho nên á, nếu mà mình là Phật tử kiểu đó, đó thì cũng ok, không sao. Nhưng mà sự vô thường lên xuống của mình nó nhiều lắm. Chỉ có Phật tử gì? Phật tử chánh kiến, chánh pháp. Phật tử đó gọi là Phật tử thuần thành. Vì thuần chánh pháp chứ nó không xen cái khác. Còn Phật tử mà cảm tình á, sư cô dễ thương thì tôi ghé nha. Sư cô mà dễ không thương là khỏi thương luôn. Trời, đây cũng vô thường phải không? Chỉ có Phật tử thuần thành. Cho nên mình làm sao mình đã trở thành Phật tử thuần thành, đã thuần thì không có tạp. Giống như là vàng rồng 93 số 9 thanh lọc rồi, từ rác rưởi lọc riết đãi được những miếng vàng, nung nấu nó thành vàng. Một khi nó thành vàng nó không thành thứ khác. Cũng như thế, Phật tử mà thành vàng rồi đó, thuần thành rồi, không tạp cái khác, ai nói gì cũng không có bị xen tạp được. Và trong kinh Địa Tạng nói, mình mà vì người mất mà làm một điều phước lành, người mất hưởng một, mình hưởng sáu. Nó rất thật chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Nói cái chuyện, nói chuyện ăn thôi là được hưởng rồi đó. Làm một bàn 10 món cúng má xong mình hưởng hết. Không phải mình hưởng sao? Mà rốt cuộc nhìn lại kỹ coi, toàn là mấy đứa con mình nó thích không à. Anh làm món này nè, cô trước cúng má sao nhỏ nó ăn. Làm món này trước cúng ba sao chồng tôi hưởng. Toàn là mình hưởng không chứ ai đâu. Thực tế là vậy thôi. Cho nên đừng có sợ mấy chuyện đó. Cái quan trọng là nếu như người thân của mình còn sống đây nè, quý vị phải ráng làm sao hướng dẫn cho người thân mình niệm Phật tu tập. Thí dụ ha, má không có biết bố thí mà chưa có khởi lòng, quý vị khởi tâm cho má 1 đồng thôi, hay là 10 đồng thôi. Má bữa nay ở bên chỗ đó bị động đất á, người ta đang kêu gọi giúp đỡ á, con lấy tiền của má 10 đồng con giúp nha má. Nói cho người đó biết mình lấy 10 đồng, người đó nói cho đi con, gieo cái tâm cho họ. Rồi mai mốt má mùa an cư kiết hạ nè, con hùng tiền với các chị bạn đi cúng dường trai tăng nha má, con trích của má 10 đồng nghe. Mình biết 11 đồng bà không chịu đâu. Kệ, ăn ít nói dai. 10 đồng, nhưng mà việc thiện nào cũng có má. Nhất là việc thiện của Tam Bảo. In kinh nè, tạo tượng nè, pháp thí nè, cúng dường nè, chi gieo cái duyên với Tam Bảo. Còn là đi phóng sanh nè, đi cứu trợ thì những người nghèo, gieo duyên với chúng sanh. Rồi bây giờ á, má chưa chịu niệm Phật phải không? Má đọc cái này coi, con đọc nó không ra. Nam mô Di Đà Phật chứ có gì đâu mà không đọc được. Má niệm Phật rồi, bà không chịu niệm Phật. Nhưng mình tùy duyên, mình phương tiện, mình làm cho má niệm Phật. Hôm nay nè, rằm nè, má với con niệm Phật 10 câu nha. Làm sao cho ba mẹ hướng tâm dù chỉ trong chút ít, nhưng mà chỉ một lần gieo thôi. Quý vị đọc cái bài văn đó, nếu con chỉ một lần niệm Phật dù chỉ một câu, nếu con đã từng cúng dường trai tăng dù chỉ một buổi, nếu con đã từng xuất gia dù chỉ một vài ngày, nếu con đã từng giữ tịnh giới dù chỉ một vài lần, vân vân, tất cả các công đức đó con đều hồi hướng cho đạo vô thượng. Thì tất cả những công đức lành gì đời này mình làm hồi hướng cho cái thiện nghiệp của mình. Vì Phật dạy mình có 5 điều mình không biết trước. 1, không biết khi nào mình bệnh. 2, không biết mình sẽ bị bệnh gì. 3, không biết khi nào mình chết. 4, không biết mình sẽ chết ở đâu. 5, không biết chết vì lý do gì. Nhiều khi người đó bệnh ung thư nhưng mà không chết vì bệnh ung thư mà bị đứt mạch máu chết. Nhiều khi người đó bệnh đó nhưng mà không bị chết do tai nạn mà mất. Thành thử ra có 5 điều mình không biết trước. Chính không biết trước cho nên không dám lơ là. Không dám lơ là mà tâm mình lúc nào cũng cẩn cẩn. Người thân của mình chưa có biết khởi tâm hướng Phật, hướng Pháp, hướng Tăng. Bây giờ trong 3 hướng có thể họ không hướng tăng,
nhưng Phật pháp có thể. Mình hãy nên giúp cho các vị đó, dù chỉ một câu một ngày. Pháp Hòa đi vô mấy cái nhà thăm bệnh mà bác nào mà không có thích niệm Phật hoặc lười niệm Phật do bệnh á, thì Pháp Hòa bày cho người con: quý cô đừng có chờ, quý chú đừng có chờ, má 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 niệm Phật đi, má sẽ không niệm đâu, mình niệm theo má. Má, má ơi, má niệm Phật theo con nha. Nam mô Di Đà Phật ba câu rồi bà nghỉ. Bà nghỉ xong cái mình đi đâu, hồi hồi cái quay trở lại má niệm Phật ba câu. Nhất là những người lẫn, người già lẫn, họ chỉ lẫn trên cái hiện tượng bệnh tật của thân thể đời này thôi, chứ còn chủng tử tàn thức không có gì lẫn lộn hết á. Cho nên có nhiều người hỏi người điên vậy, họ mất rồi nửa bữa mình tụng kinh họ hiểu không? Họ chỉ trả nghiệp đời này thôi. Nhưng mà Pháp Hòa xin thưa đại chúng, một người họ bệnh tâm thần, nếu mình lấy cây mình đánh họ, họ biết sợ mình không? Biết không? Như vậy thì làm sao mình nói họ rõ ràng là họ bị bệnh tâm thần điên được? Họ chỉ điên trên cái hiện tượng bình thường, nhưng mà cái chủng tử sợ đau, chủng tử sợ bị đòn, chủng tử biết đói bụng, chủng tử biết thương, biết mến người nào thương họ, nó còn đó hết. Nó còn đó hết. Cho nên mình mới gọi là chủng tử, tức là hạt giống. Mà mình tu là để làm gì? Để tưới tẩm hạt giống lành, không tưới tẩm hạt giống xấu. Mình tu mỗi ngày là làm việc đó đó. Cái sân mà là chủng tử xấu, nó vừa khởi lên, đem nó xuống. Nhưng mà chúng thiện thiện mỗi ngày khởi lòng từ bi, thấy mọi người xung quanh là những người đáng thương, đó là mình khởi lòng. Trên cái bài hát mà quý vị hát á, bên phải tôi đây là người thương tôi yêu tôi thương, bên trái tôi đây là người tôi yêu tôi thương, trước mặt tôi đây là người tiêu vui tôi thương á, đó là mình khởi cái thiện lành đó. Rồi ngược lại mình cũng phải nghĩ người khác thương mình, bên trái tôi đây là người thương tôi yêu tôi, bên phải tôi đây là người thương tôi yêu tôi, trước mặt tôi đây là người thương yêu tôi yêu tôi, xung quanh tôi đây là người yêu tôi thương tôi. Mới đầu mình yêu thương người ta, sau đó rồi người ta yêu thương mình, khởi cái thiện lành giữa mình với người. Mình tu tập á, y như là mình luyện tâm mình, như là mình dạy một đứa con nhỏ của mình thôi à. Một đứa con nít nó về nhà nó mét mình, bạn nó ăn hiếp nó, mình có bao giờ mình dạy vậy thì sao con ngu quá con đánh lại nó không? Mình đâu có dạy con mình như vậy được. Con phải đi mét thầy giáo, hay là con đừng có tới gần nó, hay là con dễ thương với nó, hoặc là ngược lại con có làm gì họ không, họ đánh con. Đó là cách mình giáo hóa nó. Cho nên người ta khởi tâm ghét mình á, hỏi lại mình coi mình có làm gì người ta ghét không. Cứ quên hỏi mình mà cứ đi phiền não với người khác. Rồi câu cuối cùng nha. Con ăn chay trường mà ăn trứng, vậy có tính là ăn chay không thầy? Và khi đi mừng tiệc cưới của bạn có một dĩa rau xào chung với thịt, vậy con ăn rau mà không ăn thịt có tội không? Không có tội lỗi gì hết, ta còn ăn nguyên con nữa kìa. Đây là một cái phương tiện. Mình thật tâm muốn ăn chay, nhưng ở cái hoàn cảnh mình không còn cách khác, mình không muốn người ta khó chịu với cái sự có mặt của mình, và mình cũng không muốn gây một cái phiền muộn gì cho ai. Chẳng qua mình đến dự buổi tiệc thôi. Một, không ngồi, mình ăn gì được mình ăn. Còn nếu có ăn thì mình cứ nhẹ nhàng, mình ăn những cái gì một vài miếng cho nó có lễ với người ta thôi. Tu tập như thế nào cho cái việc ăn chay mình nó thật là nhẹ nhàng. Mình ăn chay mà người ta thấy mình ăn chay mà người ta chạy đó là mình mệt rồi đó. Cái thứ hai là gì? Mình không ăn trứng thì cũng không sao, mà lỡ món ăn nào có trứng mình ăn cũng không có gì. Cái vấn đề là mình không ăn thôi. Không ai mà không ăn trứng mà thành Phật. Không? Cũng giống như mà hôm nào đó, mình mệt mình nghỉ tụng một thời kinh. Không phải mình tụng thời kinh nữa là mình sẽ thành Phật, nhưng mình biết sức khỏe của mình hôm nay không cho phép thì mình cứ nghỉ ngơi, tịnh dưỡng, ngày mai tụng kinh có khi ngồi trước bàn Phật. Lỡ bệnh quá, ngồi trên, nằm trên giường bệnh, hơi thở hít vào thở ra niệm Phật trong tâm mình cũng được nữa. Còn mệt quá mở máy ta tụng mình quán theo cũng được nữa.
Cái quan trọng là cái ý chí tu hành của mình nó không có mất. Còn hình thức nào chỉ là một phương tiện. Bệnh không tụng ra tiếng nhưng nghe tụng kinh cũng là một cái hình thức tu trì đó. Không, không được ngồi trên bàn Phật tụng kinh thì tụng kinh trong xe, lái xe một tiếng đi làm, mở kinh lên, mở chú đại bi lên mình tụng theo, được hết, không có sao hết đó. Còn đỡ hơn một tiếng đồng hồ mình cứ nghiêu ngao những bài hát, nó cũng đâu có tội lỗi gì. Nhưng mà so ra một bài hát đi vào trong tâm thức và một bài kinh đi vào trong tâm thức nó khác nhau hẳn. Một tiếng đồng hồ mình nghe pháp trên xe, mặc dù tiếng được tiếng không, nhất là lúc ngủ đó. Ngủ là cứ mở pháp, và thường thường là thầy cứ đọc thoại một mình, rồi bắt đầu là mình cứ theo mình đi. Nhưng cũng đỡ khi mà ngủ, tiền năm cái thức đầu của mình nó ngủ, cái pháp nó vẫn đi vô. Có những lúc Pháp Hòa rơi vào cái trạng thái như vậy, mở một bài pháp lên nghe, ngủ mất tiêu. Tự nhiên trong cái khi giây phút mình trở mình, lúc đó tất cả mọi cái nhìn, cái nghe, cái ngửi của mình nó nằm ngủ hết, nó yên lắng hết, tâm ý mình nó sáng trong. Trời ơi, tự nhiên nghe cái đoạn đó, trong cái mơ mơ màng màng vậy đó, mà mình nghe được một cái đoạn đó, cái tâm mình nó bừng, nhận thức của mình nó rất là sáng. Lúc đó Pháp Hòa lập tức ngồi dậy, ghi nhận lại những cái mà mình tiếp nhận trong cái lời giảng đó. Thật ra mình không biết được. Còn hơn là, thí dụ lỡ mình có chết trong giấc ngủ đi, thì pháp cũng đưa mình đi. Còn không? Còn hơn là mình nằm đó, mình ngủ, lỡ mình ngủ đi cái những cái bài nhạc á. Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, này đi đây cũng cô đơn. Chứ là không có mất đâu ạ. Cái thiện lành vẫn hơn. Một cái đứa nhỏ, từ nhỏ nó không biết gì, mình vẫn dạy nó những bài thi kệ. Quý vị cứ dạy con cháu mình những bài thi kệ đi. Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Cứ dạy nó như vậy, mai mốt nó lớn lên nó ngẫm nghĩ những câu đó. Nhưng mà từ nhỏ đó, cái tâm trí nó trong sáng đó, những câu đó nó đi vào trong lòng, nó không mất. Y chang như mình hồi nhỏ mình học mấy cái bài kệ ca dao thôi, bây giờ lớn lên thỉnh thoảng mình vẫn ngâm nga trở lại. Nhưng những đứa nhỏ đó mình hướng dẫn cho nó, có tiếng Anh, có tiếng Việt, tùy theo mình muốn dạy cái nào đó mình dạy. Nhưng mà một đứa nhỏ cái tâm thức nó còn trong sáng, quan trọng là mình đủ tuệ giác chánh niệm để hướng dẫn nó cái gì, thì tâm của mình cũng vậy. Nó rong ruổi lắm, nó thích rong ruổi lắm. Mình đủ chánh niệm tuệ giác để hướng tâm mình về con đường nào, lâu ngày nó sẽ thuần thôi. Cái này gọi là gì? Rèn tâm, luyện tâm. Và Phật có dạy cái bài kinh đó, người mà luyện tâm cũng giống như người ta rút vàng vậy đó. Lửa phải liên tục để cho cái sức mạnh của lửa đó nó đủ nung nấu cái chất vàng. Cũng như vậy, chúng ta phải liên tục gia tâm vào cái sự tinh tấn đó, không để cho tâm mình lung lay. Cho nên một trong những cái mà Pháp Hòa, mặc dù Pháp Hòa có cực thật, Pháp Hòa cực thật nhiều việc lắm, nhưng có một cái an ủi là nhờ như vậy cho nên giây phút nào tâm Pháp Hòa cũng ở trong Phật sự chứ không có rời. Hết đám tang tới đám hỏi, hết đám hỏi tới đám cưới, hết đám cưới tới chuyện này, suốt ngày tâm mình đã không có rời những câu chuyện của Phật sự. Bây giờ quý vị giảng vậy đó, ở đây vậy đó, mà tối lên phòng là gì? Trả lời email. Biết bao nhiêu những cái câu hỏi khổ đau người ta gửi tới. Cho nên nhờ như vậy đó mình mới thấy trời đất ơi, mình đi con đường này là trúng rồi. Bây giờ mình ở ngoài là mình có một trong những nạn nhân gửi mail. Quý vị hiểu ý vậy đó. Dạ. Thôi thì bây giờ tối nay mình còn nữa, còn câu hỏi nhiều lắm mà chưa trả lời nữa hết. Thì Pháp Hòa chỉ xin trả lời ngắn gọn như vậy thôi. Bây giờ quý vị thấy không? Người ta thương mình, rồi người ta làm cái điều gì đó cho mình vui, mình hạnh phúc, cho mình dính vô cái điều người ta làm. Nhưng mà cuộc đời mà đôi khi người ta đâu có đủ khả năng người ta làm hoài như vậy cho mình. Hoặc là đôi khi tâm trí người ta thay đổi, người ta không thể làm được điều đó nữa, mặc dù người ta có khả năng. Nhưng mà giờ feeling hết rồi.
cảm tình nó hết rồi. Hồi xưa người ta gặp mình ta cảm tình ta làm vậy, thì bây giờ nó có hai loại thay đổi. Một là khả năng người ta không còn, hai là tình cảm người ta không có. Hồi xưa là vừa có khả năng vừa có tình cảm, cho nên mình nhận cái đó một cách trọn vẹn, rồi mình dính vào cái đó. Mai mốt ta không làm được cho mình khổ. Mà mình khổ vậy thì ai khổ? Mình. Người ta xong rồi. Tại vì người ta không, người ta làm mà người ta không có thích nữa. Nhưng mà nếu như mình cũng ngộ lắm, có đôi khi cái người ta miễn cưỡng, người ta ráng làm nó thôi, thà tôi không có chứ hốt cái xác không có hồn tôi cũng thích. Thấy chưa? Cũng mình. Mình expect người ta phải làm gì đó như trước kia mà ta không làm cái buồn, người ta thấy vậy cái thôi ta làm. Ta làm nhưng mà ta làm kiểu như làm trong cái chuyện phải làm vậy thôi. Cái mình buồn, cũng buồn thứ hai nữa. Tôi làm mà không có hồn, không có hốt được cái xác mà không được cái cốt của nó, tại nó cốt dừa. Bây giờ xác dừa không tôi cũng chịu. Rồi cũng lại tăng cái khổ cho mình. Chứ cho nó cực. Cho bây giờ mình nhận ra đủ duyên thì có mặt. Nhưng mà đủ duyên cũng vắng mặt. Thí dụ bây giờ quý vị đi làm nè, 7 giờ sáng phải vô chỗ làm, là đủ duyên phải có mặt, nghĩa là giờ đến phải có mặt. Nhưng mà 4 giờ chiều tan sở, đủ duyên để đi ra về. Tại vì 3 giờ rưỡi rồi cho tôi ra sớm được không? Không. Thiếu duyên cũng không ra được. Phải đủ duyên mới ra khỏi cửa được. Như vậy mình hiểu được như vậy đó. Cái đó cũng là một loại giải thoát. Chữ giải là mở, chữ thoát là vượt ra. Mình hồi đó mình cột, thì bây giờ mình tự mở. Mà mở ra được để tự thân mình an lạc, gọi là tự thân giải thoát, gọi là giải thoát tự thân. Rồi bây giờ tự thân giải thoát rồi thì hoàn cảnh mình cũng được giải thoát. Bất cứ cảnh nào mình không có khổ gì cái cảnh đó nữa. Quý vị thấy có nhiều người, người ta bị người thân làm khổ. Hồi xưa người ta khổ cả cảnh cả thân tâm. Bây giờ ta hiểu rồi, ta không thoát được. Ví dụ, không phải ví dụ nha. Mình làm cha mẹ phải gặp một đứa con mà nó không nghe lời, hoặc là một đứa con bệnh hoạn, quý vị làm gì? Bây giờ quý vị phải giải thoát tự thân và giải thoát hoàn cảnh. Thôi cảnh đâu, mình làm theo đó. Người ta đưa mình một bó đũa để mình phải xếp. Thôi bây giờ xếp được bao nhiêu đôi, mình cứ xếp. Cứ cầm đôi đũa, cầm bó đũa này nhiêu đây sao đủ, mà không xếp ra biết nhiêu đủ thiếu, mà cứ la làng lên là nhiêu đây sao đủ. Có nhiều khi cầm hoài mà la hoài, thà là được 5 người ăn còn đỡ hơn cầm bó đũa mà la làng không ai được hưởng hết. Nhiều khi cuộc sống mình cứ lẩn quẩn trong cái vòng chấp trước đó, với cái tri và cái kiến của mình, thành thử ra mình khổ. Cho nên thấy được cái hoàn cảnh đó, giải thoát được nó, gọi là giải thoát hoàn cảnh. Hồi nãy đầu tiên là giải thoát gì? Giải thoát tự thân. Rồi bây giờ giải thoát được hoàn cảnh, mọi cảnh duyên mình được sống hết. Thí dụ á, nhiều lúc mình là một người xuất gia, thì theo cái nghĩa đúng là người xuất gia là người khất sĩ. Mà khất sĩ thì đi xin ăn. Bây giờ mình được ân đức Phật, ân đức của Phật cho mình, đi đâu cũng được Phật tử thương quý, lo đủ thứ, ăn uống đầy đủ, có người trịnh trọng hơn, chén dĩa đầy đủ. Nhưng có nhiều chỗ người ta không có hoàn cảnh đó, người ta đưa cái dĩa giấy. Rồi giờ một là ăn, hai ngồi ngó, trời ơi trời, tôi thích ăn dĩa sành mà sao giờ phải ăn dĩa giấy. Giờ quan trọng là cái dĩa giấy hay cái ăn? Ăn. Cái gì đựng được thôi, còn hơn đựng bằng lá chuối. Ở bên Ấn Độ là đựng bằng lá chuối. Ngày nay bên Ấn Độ có những nhà, có những cái cuộc đại lễ của người Ấn Độ, nhất là đạo và đại gì Ấn Độ giáo. Có những cái lễ bên Ấn Độ giáo hàng trăm ngàn người tham dự cái lễ đó. Và người ta nấu ăn miễn phí cho tất cả mọi người. Và ai tới đó là mọi người cầm hai cái lá chuối chồng lên, giống như cái dĩa vậy đó. Rồi người ta múc lên, rồi để trên bàn vậy nè. Cái người ta đi ngang á, người ta múc cà ri, người ta múc cơm, người ta đổ vô cái, người ta múc lên cái lá chuối đó.
Rồi cái người ngồi ăn cứ lấy cái tay tém tém ngồi ăn, ăn xong cái lát hết cái người ta đi ngang nữa, cái mình thích nữa cái mình chỉ vô cái ta mút, mà nhìn trời ơi lá chuối rồi tay chân gì nó dính dập mà ăn, mà họ ngồi ăn ngon lành có sao đâu. Người đó gọi là giải thoát hoàn cảnh, giải thoát tự thân, tại vì rốt cuộc ăn free ăn no thôi chứ có ai ăn dĩa ăn chén ăn lá đâu, hiểu ý không? Cho nên đôi khi á, nhiều khi Pháp Hoàng xin lỗi, nhiều khi mình ngán thức ăn đi. Pháp Hoàng hay quán đó, hồi nhỏ mình ở Việt Nam mình ăn gì, cuộc sống của mình cơ cực hồi nhỏ ăn cái gì mà ngày nay dây mà chế. Thì Pháp Hoàng cũng bày cho quý vị, những lúc quý vị đi vượt biên trên tàu trên ghe quý vị ăn cái gì, nhiều khi nước không có uống, phải không? Nhiều khi là, hoặc là những ngày đầu mình mới đặt chân đến đây, bây giờ vậy là quá tốt rồi. Cho nên có tư duy, có quán chiếu, thấy nhân trước quả sau. Đó, hồi xưa mình là từ tối, bây giờ được ra sáng, tại sao mình lại khổ đau để rồi từ sáng đi vào tối? Đức Phật dạy mình bốn loại người như vậy đó. Có những người từ tối đi ra sáng, có những người từ sáng đi ra đi vào tối, có những người từ tối lại đi vào tối, và có những người từ sáng đi ra sáng. Vậy thì tự thân chúng ta quyết định. Giải thoát tự thân, giải thoát hoàn cảnh, giải thoát hoàn toàn. Bây giờ mình và cảnh cũng chỉ là tạm thôi. Hiểu được cái tạm chứ gọi là hoàn toàn. Ôi anh có cực, cuộc đời anh cũng tạm. Anh có hạnh phúc, giàu có cũng là tạm. Cảnh mà anh có được như thế nào, cái thân anh có đẹp có gì đi nữa, cả hai đều tạm. Hiểu được tất cả đều tạm gọi là giải thoát hoàn toàn. Cho nên học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Cho nên mình lại Phật, cúng Phật không phải cầu xin mà là bày tỏ lòng biết ơn Phật. Con nhờ Phật đó mà con mới được như ngày nay. Bao nhiêu cái sóng gió cuộc đời con cũng qua được, bao nhiêu cái khổ lụy con nhờ Phật dạy con tư duy quán chiếu mà con qua được. Cho nên hôm nay con để bày tỏ lòng biết ơn, con kính dâng Phật trái sầu riêng. Tại con cũng đã từng sầu riêng. Mình hiểu như vậy đó, mình cúng Phật vậy. Ai có nói mình mê tín, kệ. Nhưng mà tôi biết tôi làm gì, tôi biết tôi đang làm gì, tôi cúng Phật là gì. Tôi đâu phải tôi mê tín, tôi nghĩ Phật ăn cái này để Phật cho tôi cái phước gì đâu. Nói Phật, Phật con cúng Phật trái mà Phật nhớ cho con lại 10 trái. Còn này mình bày tỏ lòng biết ơn. Cho nên quý vị nhớ, cúng Phật có 6 phương, có 6 món để cúng. Một là nhang, là hương á. Hai là đèn. Ba là nước. Bốn là trái cây. Năm là hoa. Sáu là tự thân tu tập. Vậy thì cái trong 6 món này món nào quý nhất? Món thứ 6. Còn thí dụ bàn thờ mình chật, trong 5 món đầu bớt 3 món cũng hay được. Miễn sao có cúng thôi. Không có trái cây cúng nước, không có nước cúng bông, không có bông cúng đèn. Có nhiều nhà bây giờ allergy quá, khỏi thắp hương, thắp đèn cây, mua cái tea light đó thắp lên cúng, có sao đâu, phải không? Quan trọng là hãy cúng cho Phật, cúng cho Phật giáo, cúng cho đạo Phật, một con người sống rất an lạc giải thoát. Để người ta nhìn đạo Phật có giá trị, ta nhìn vô đạo Phật ta thấy được giá trị của đạo Phật là những người biết sống. Cho đại chúng có thương Phật, thương chùa, thương thầy, nói rác họng mà rốt cuộc đụng tới mình vẫn còn nguyên thì tội quá, phải không? Mình tu như thế nào, mình sống như thế nào để mình có được an lạc thảnh thơi. Và chính quý vị là một pháp sư đúng nghĩa. Pháp sư này nói chứ nhiều người ta không thích, ta tắt à, phải không? Nhưng mà mình ở trong gia đình mình phải là một pháp sư của gia đình mình. Sống như thế nào để con cháu, người thân của mình thấy mình học Phật có kết quả. Cho nên đừng có để mình học Phật lâu mà không được gì. Cho nên trong 4 chữ ha,
trong giáo lý nhà Phật đó, nó đặc biệt có là bốn chữ phải đầy đủ. Một là giáo, hai là lý, ba là hạnh, bốn là quả. Giáo, lý, hạnh, quả. Giáo là dạy, mà dạy không phải dạy bậy á, dạy chân lý, dạy lẽ thật. Chứ là giáo là phải lý. Mà trong giáo lý không phải nói suông mà phải có hành, phải không? Nói thì phải nói đúng, và nói xong rồi phải hành để mang tới kết quả. Như vậy giáo lý của nhà Phật phải đủ bốn chữ ha. Mình có an lạc giải thoát đủ bốn chữ: giáo, lý, hạnh, quả. Quý vị nhớ khi mình đọc mấy cái kinh Đại Thừa do sư ông Vạn Đức Hòa Thượng Trí Tịnh soạn đó, giáo, hạnh, lý ba kinh tột nói bài y chánh. Ai nhớ mấy câu đó khi mình lại, nếu mà tụng Pháp Hoa đó, Hòa Thượng hay soạn chính 12 cái lễ đầu đó, lại Tây Phương Tam Thánh, lại Đức Phật Di Đà, lại Quan Âm, lại Thế Chí, lại giáo lý và dạy thanh tịnh. Thí dụ lại Đức Phật Di Đà: thường tịch quang tịnh độ A Như Là Như Lai, không, thân biến khắp mười phương khắp pháp giới chư Phật. Lại Đức Quan Âm là thân tử kim muôn ức khắp pháp giới Bồ Tát. Còn lại kinh điển là gì? Giáo, hạnh, lý ba kinh tột nói bài y chánh, nói rõ hết cho tất cả cái y báo, cái chánh báo cho mình nghe. Thành thử là học Phật là giáo lý Phật không phải nói suông mà phải hành, mà cũng không phải nói mà không có lý. Cho nên giáo là phải lý. Vì vậy mà quý vị có thể học điều này ứng dụng trong cuộc sống nè. Khi nào mình dạy con cháu mình điều gì á, đừng có chỉ biểu đừng làm mà không dạy nó lý do. Hồi nãy Pháp Hòa có ghé ngang một cái văn phòng của một nha sĩ Phật tử mới ra trường, thì nhờ Pháp Hòa đến để chúc nguyện cho cái văn phòng đó. Thì mẹ em mới bày ít đồ cúng vậy đó, thì nó hoàn toàn mỹ mà. Hỏi cho Hòa chứ này là cái gì, cúng làm sao, nói cho tôi nghe. Thì Hòa nói đơn giản lắm, mình đến đâu mình cũng phải bày tỏ cái lòng của mình. Ví dụ quý vị dọn tới một khu neighbor mới, quý vị cũng phải làm quen với một vài người neighbor trước mặt mình, hai bên hông mình, ít nhất là phải ba người đó. Sát vách, rủi có trộm nó kêu giùm. Không, lỡ mà có tắt lửa tối đèn gì còn chạy qua được. Mình xin phép người ta. Và khi mình xin phép xong rồi, thỉnh thoảng mình sống trong neighbor, có chiên chả giò, có làm bánh cam gì đem qua tặng cho người ta để gọi là kết duyên bằng hữu. Đây cũng vậy, mình đến đây một cái new location, một cái new office, thấy không? Mình đem dĩa trái cây, bình hoa để mình trình. Có những cái mình đâu thấy, nhưng mà không thấy cũng không có nghĩa là không có. Điều thứ hai, phải lịch sự. Mình respect hơn là mình disrespect. Thưa trình đàng hoàng để yên tâm. Đó là một tâm lý, và cũng nói lên cái lòng của mình. Đó mình giáo đó, mà mình lý đó. Sống sao đối vậy. Cho nên mình xử với người sống sao, mình xử với người chết như vậy. Gọi là sự sanh, sự tử như sự sanh. Mình ứng xử với người sống sao, mình cũng làm như vậy. Pháp Hòa ví dụ mình vô trong tiệm ăn á, nhất là mấy cái chỗ nhà hàng hay mấy cái food courts, cái chỗ mà ăn công cộng, cái bàn bốn cái ghế, có một người ngồi, mình muốn xin cái ghế của người ta, mình lại mình hỏi sao, tôi có thể mượn cái ghế này được không, có ai ngồi đây không? Chứ đâu có phải, mặc dù không phải của ai và mình đều có quyền sử dụng, nhưng lịch sự hỏi người ta một tiếng. Thậm chí vô phi trường có một người ngồi, có cái ghế kế bên, mình muốn ngồi sát bên, duỗi thân người thân người ta sao, mình hỏi một cái, phải không? Thì đối với cái chuyện nhà mới, chỗ mới mình vô, không phải mê tín, nhưng mà đó là một cái tâm, một cái sự an tâm cho mình. Mình làm gì mình có xin phép, mình có thứ không? Thì trong cái giáo nó có cái lý là lẽ thật. Đây là mình nói trong cái tâm lý của chúng sanh, mình nói được cái đạo lý đó, thì mình làm nó không có vô ích. Và đồng thời đã nói là cái đạo lý thì nó không bắt buộc sự tướng.
một trái cam, trái quýt, một cái bánh cũng được. Nhưng trong lúc đó mình có gửi tâm mình vào đó. Chiều nay hoàn toàn không có chương trình gì hết, chẳng có thông báo, ngồi nghe xong rồi ăn uống gì cả, nhưng mà vui vẻ mọi người đó. Thành thử ra thưa đại chúng là đại chúng cứ nhớ bốn chữ: giáo, lý, hạnh, quả. Dạy con mình cũng vậy, con đừng có làm điều đó, nói lý lẽ cho nó nghe tại sao không, chứ đừng nói con không được làm rồi xong nói sao vậy, con không cần biết. Tại vì ba có biết đâu. Thật sự là vậy luôn. Con quỳ xuống lại ông nội bốn lại. Sao không bốn, ba con làm biến qua ba được không? Đó không được. Người xưa nói bốn là con phải làm bốn. Thí dụ vậy. Cho nên nhiều khi á, mình phải biết cái đó thì mình làm cái đó nó trọn được cái ý nghĩa. Khi mình làm mình đưa cả cái tâm của mình vào đó. Thôi thì chiều hôm nay hoàn toàn không có sự sắp xếp, nhưng mà tại do các vị đến đông thì buộc lòng em phải nói. Giờ em nói vậy nghe có hiểu kịp không? Học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Mà giác ngộ thì mình hiểu rồi đấy không? Tất cả các pháp, pháp nào có tư duy quán sâu đều giúp cho mình giác ngộ hết. Giác được cái chỗ đó, cuộc đời có đến có đi, có còn có mất, có thắng có thua. Đi ra được, đi chùa về cúng thanh trăm rồi, hồi nhìn lại cái túi đâu mất hết 50. Nói trời đi chùa xui ghê. Rồi thôi chùa này không linh nha. Rồi nhưng mà một bà Phật tử khác về khoe với chị bạn: trời bữa nay tôi đi chùa hên lắm bà, tôi lượm được 50. Đó là rốt cuộc cái chùa lãnh đạn. Chùa lãnh đạn là kẻ xui và người hên. Mình bất cẩn thì mất 50, người kia mắc tinh thì lượm được 50. Chứ có gì đâu mà hên. Cái hên xui nó không có lại gì cả. Nhiều khi cái xui mà nó lại là hên. Ví dụ như giờ mình trễ một chuyến xe bus, không ngờ trong chuyến xe bus đó lại có một tai nạn. Thí dụ vậy, trong cuộc đời nó không có nói được. Và khi mà mình hiểu được các pháp do duyên, phải không? Thành nên mình giác ngộ được cái chỗ đó. Cho nên hỏi Đức Phật khi ngồi dưới cội Bồ Đề, ngài thành Phật là thành cái gì? Không phải tới giờ phút đó Phật có thể bay bổng trên mặt đất, mà giây phút đó trong tâm trí Phật sáng tỏ tất cả mọi sự việc. Phật sáng tỏ các pháp do duyên sinh, mà đã là do duyên sinh thì không có gì mãi mãi bất biến. Các pháp do duyên sinh, các pháp cũng do duyên mà diệt. Cho nên ngày xưa ngài Xá Lợi Phất cũng ngộ câu đó mà tìm tới Phật. Khi mà ngài Xá Lợi Phất gặp ngài A Thuyết Bệ: ồ, đây là một sa môn, ông tu theo ai? Nó tu theo sa môn Gotama. Vậy thì đức Gotama của ông dạy ông cái gì? Thì ngài A Thuyết Thị nói: các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt, bậc đạo sư của tôi đã dạy tôi như thế. Ngài Xá Lợi Phất nghe xong bừng tỉnh mọi thứ trong đầu, chạy về tìm Mục Kiền Liên. Hai huynh đệ quyết định tìm đến Đức Phật để xin học đạo. Và khi ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên nhập giáo đoàn rồi, dẫn thêm luôn mấy trăm đệ tử của mình. Tại lúc đó ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất là hai vị đang lãnh đạo hai cái nhóm. Rồi hai Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên nói: hôm nay xưa giờ các vị theo tôi, nhưng hôm nay hai chúng tôi đã tìm được một vị thầy mà tôi nghĩ rằng người thầy đã khai mở được cho tôi. Thôi bây giờ tùy quý vị, quý vị muốn theo thì theo, không theo thì quý vị giải tán, tại vì tôi đã tìm được người thầy của tôi rồi. Thì các vị đó: trời ơi, tụi con nhận hai vị làm thầy, hai vị đi nhận cái ông kia làm thầy thì chắc ông kia phải đặc biệt lắm, dạy gì tụi con đi về, tụi con chạy theo luôn. Cho nên từ đó trong giáo đoàn, trong không có bao nhiêu lâu, thạch trở thành một cái giáo đoàn đủ 1250 vị đầu tiên nhất của Tăng Bảo. Cho nên bây giờ mình đọc trong kinh mình thấy á, lúc bây giờ có 1250 vị tỳ kheo, thật ra đông hơn, nhưng mà lấy con số đầu tiên đó
để lập thành một cái biên bản của kinh văn. Dạ, xin chia sẻ như vậy với đại chúng ha. Rồi ai có thét mét gì không? Có ai có một vài câu hỏi cho vui rồi, hoặc là lên hát cũng được. Em hát thì được. Nghe nói thôi mà. Dạ có ai hỏi gì không? Ai hỏi thì giơ tay. Dạ mời chú. Muốn quy tam bảo là khi nào là bước ra? Right now. Giây phút nào, nếu mà nói về đạo lý á, nếu mà giây phút nào chú đã khởi tâm về tam bảo là giây phút đó chú đã trở thành đệ tử Phật trên cái tâm lý, trên cái tâm thức của mình. Và nếu có cơ hội thì có thực hiện một cái buổi lễ để mình chính thức. Nhưng mà giữ cái tâm đó, giữ cái tâm đã phát hướng về tam bảo đó. Mà thật sự giây phút mình phát tâm là giây phút trọn vẹn nhất. Cho nên khi mà đi thọ giới, cái giây phút mà mình hướng tâm về giới sư và cầu giới nó quan trọng lắm. Và lúc đó người ta gọi là đắc giới. Thế nào gọi là đắc giới? Nghĩa là giới sư truyền, mình nghe rõ và mình tiếp nhận bằng cả tất cả tâm tư, không bị phân tâm. Cho nên nhất là các giới đàn truyền giới tỳ kheo cho các thầy, các sư cô, tuyệt đối không cho ai qua lại để làm cho giới tử bị động tâm. Mà giới tử lúc đó phải nhiếp tâm mà thọ giới. Và giới sư và giới tử lúc đó, giây phút đó gọi là đắc giới. Cho nên chú, nếu mà ngay giây phút mà chú khởi tâm là chú biết là chú đã vô rồi đó. Tam bảo đã có trong tự thân tự tâm của chú. Nhưng mà nên có một buổi lễ nữa để cho mình trọn vẹn cả lý và sự. Dạ. Dạ. Dạ được, Pháp Hòa hiểu ý của bác rồi. Có 7 bước thôi bác. Rồi Pháp Hòa hiểu ý. Dạ. Khi mà chúng ta học lịch sử đó thì chúng ta nghe là Đức Phật sinh ra đi 7 bước. Nhưng mà theo tinh thần của kinh điển đó, Đức Phật đi 7 bước mà 7 phương, chứ không phải chỉ một phương. Phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới và phương Trung. Thật sự ra Phật không có đi đâu hết á, sinh ra bình thường thôi. Nhưng mà ở đây là người ta muốn nói đến cái đạo lý, chứ không có gì cả. Thì cái này nó nằm ở trong cái bản kinh gọi là Kinh U Bà Di Phạm Hạnh Pháp Môn. Thì quý vị muốn biết thì có thể tìm bản kinh đó. Và ngày hôm qua đó, Hòa Thượng chứng minh cho đại lễ Phật Đản ở trên chùa Đạo Viên đó, có đọc 7 cái đó. Nếu quý vị nghe lại cái lễ đó, đó thì quý vị sẽ nghe Hòa Thượng trích một cái đoạn kinh 7 phương Hòa Thượng, và mỗi một phương tượng trưng cho Đức Phật dạy cái gì cho phương đó. Người xưa đó, người ta muốn chuyên chở đạo lý á, người ta hay lấy hình ảnh để có cái cớ để nói. Quý vị hiểu ý không? Cớ đó. Thí dụ như giờ lại Phật, tự nhiên biểu mình lại ba lại, thì mình lại ba lại thì mình phải khởi tâm thắc mắc tại sao ba lại. Thì khi mình khởi tâm thắc mắc thì có cớ để người ta giải cho mình nghe ba lại là gì. Ở ba lại là tượng trưng cho Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Rồi bắt đầu từ đó người ta mới phân ra thêm Phật là gì, Pháp là gì, Bảo, Tăng là gì. Hiểu ý không? Thà nữa một việc mà người ta nói, chẳng hạn như tại sao mà trước khi thỉnh chuông phải cầm dùi nhập 2 tiếng đó, mình không thắc mắc thì mãi mãi mình để đó.
Giờ mình thắc mắc là ồ, tại sao trước khi thỉnh chuông phải nhập chuông vàng chi vậy? Cho người ta có chuyện người ta nói, phải không? Tại nói xong rồi, ủa tại sao phải thỉnh 3 tiếng chi vậy? Ta có chuyện ta nói. Tại sao nhang thắp 3 cây rồi có khi lại 1 cây? Mình thắc mắc cho người ta có chuyện người ta nói. 3 cây là giới, định, tuệ. 3 cái cây nhang đó là cái nhang giới, nhang định, nhang tuệ. Nhưng mà trong định á, nó có giới, có tuệ. Trong tuệ có giới, có định. Cho nên cũng không nhất thiết thắp đủ 3 cây, mà 1 cây cũng đủ. Vì 1 cây là có đủ cả 3 cái kia. Ví dụ bây giờ giới là gì? Là đạo đức. Và giới nghĩa là, thí dụ bây giờ là không trộm cắp. Trong trộm cắp có tuệ không? Trong giới mình giữ giới không trộm cắp, có trí tuệ trong đó không? Có. Nếu không có trí tuệ nhận biết rằng đừng nên ăn cắp của người khác thì làm gì mình giữ giới? Cho nên ngay khi giữ giới không ăn cắp là đã có trí tuệ trong đó rồi. Và là cái gì để giúp cho mình nhận ra được đừng ăn cắp? Định. Hồi nãy tôi đi vô trong cái nhà vệ sinh, tôi thấy ai đã bỏ quên một cái chiếc nhẫn. Tôi cầm lên coi thử rồi, đồ thiệt. Định bỏ một túi thì cái giây phút đó định tuệ nó có mặt. Nó nói mình lấy như vậy không đúng nè, phải không? Mà mình đem bao nhiêu cái lý lẽ ra mình phân tích cho mình để chiếc nhẫn đó lại. Thậm chí cầm ra ngoài đưa cho ban thư ký để ta giữ. Thì hành động đó là đạo đức, là giữ giới không ăn cắp. Nhưng mà vì sao mình có thể không ăn cắp? Vì có định, có tuệ. Mình lấy của người ta, người ta mất, mà lỡ người ta phát hiện ra mình thì sao? Thí dụ vậy. Cho nên bất cứ việc gì chúng ta làm, nó đều có cái tư duy sâu sắc ở trong đó. Pháp Hòa ví dụ như mình là lấy cái ly này mình đựng nước. Bây giờ nếu mà lỡ cái nắp này nè, mà nó không có mặt, cái nắp nguyên bộ của nó không có, mình muốn tìm một cái khác đậy lên nó thì cũng phải tìm cái gì cho nó tương xứng. Chứ có ai mà cái ly bên lớn mà bưng nguyên cái dĩa xoài, cái dĩa bự để đấy đâu. Vậy thì khi bưng lấy một cái món khác đậy lên nó, có tư duy không? Phải có tư duy chứ. Phải có quán chiếu, phải có tư duy, có định tĩnh để làm ra mà nó không có kỳ cục chứ. Vậy thì trong cái hành động kiếm một cái vật khác đậy lên ly này, nó cũng đã có tuệ và có định ở trong đó rồi. Thì nhà Phật gọi cái này là gì? Giáo lý của tương tức. Trong cái này nó có cái kia, trong cái kia nó có cái nọ. Nó tôi đâu có chọc ghẹo gì nó, tự nhiên nó chửi tôi à? Không có, nó có tương tức. Nó có tương tức, tương nhập, nó có cái tương quan ở trong đó hết, mà tại mình chưa nhận ra thôi. Thì ba cây nhang đó là giới. Thì trở lại, Đức Phật đi bảy bước cũng là để một biểu tượng cho một đạo lý. Một biểu tượng đạo lý. Rồi chúng ta có thắc mắc thì chúng ta sẽ được giải thích. Thì cái chữ thắc mắc này gọi là, nhà Phật gọi là nghi. Chữ nghi là gì? Không phải ngờ, không phải nghi ngờ. Trong trường hợp này không phải là nghi ngờ, mà là không hiểu. Cái gì không hiểu thì phải hỏi. Mà hỏi thì được giải đáp. Cho nên gọi là đa nghi, đa ngộ. Thắc mắc cái gì không hiểu thì hỏi. Hỏi tới đâu thì nhận hiểu tới đó. Hiểu tới ngộ. Hỏi tới đâu thì hiểu tới đó. Cho nên bảy bước đó là vậy đó bác. Cho trong kinh chỉ nói là Đức Phật đi bảy bước thôi. Mình tưởng là đây, nhưng mà trong kinh diễn tả là đi bảy phương, đông tây nam bắc, để biểu lộ cho một cái vấn đề trong tu tập. Quý vị nên nghe lại cái đoạn diễn văn ngày hôm qua của Hòa Thượng đọc thôi là hiểu đủ. Còn không thì vô Google bấm ha, kinh U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn. Bản kinh này Pháp Hòa có giảng rồi. Dạ. Thì quý vị sẽ đọc cái trong có đó có một cái phẩm nói về 32 tướng của Đức Phật và sự kiện đản sinh của Đức Phật. Theo cái tinh thần người xưa là người ta đưa ra những cái hình ảnh. Mà quý vị nhớ là quý vị có cái những cái hình ảnh đặc biệt đó, thí dụ như là bay nè, dưới đất vọt lên nè, rồi đi bảy bước rồi đó. Nhớ khi đọc những kinh điển đó phải dùng cái phải dùng cái nhận biết là đây là một đạo lý gì đây, chứ đừng có nghĩ là sao trên điển nói chuyện trên trời không, mà ta muốn chuyên chở một
cho mình thắc mắc. Cho người xưa hay làm những cái biểu lộ vậy đó. Chẳng hạn như cái chuyện mà Đức Phật giơ một cành hoa sen lên, rồi Đức Phật mỉm cười, cái ngày Ca Diếp mỉm cười, cái dưới này ngơ ngác. Hay nhờ ngơ ngác vậy đó mới có chuyện. Có chuyện để mà nói. Tức là người ta làm một cái hành động nào đó tất phải có lý do. Và khi mình đặt được cái lý do đó thì mình sáng ra. Có một ngày hai ngày thôi tham tham trong lòng mình sao không có tụng được thì bắt đầu con mình niệm Phật. Nhưng mà có khi tới tháng riêng thì con tụng niệm việc xưa, còn không có tụng chú Đại Bi. Có những cái ngày con niệm Phật không không có tụng chú Đại Bi vậy có được không? Dạ, nhiều khi con feel bad á. Tại sao phải feel bad? Hai cái đều có chữ chú ở trước hết mà. Chú gặp nhau rồi. Cái câu hỏi là cô Phật tử phát nguyện trì chú Đại Bi mỗi ngày, nhưng có khi gặp những cái lễ lớn, những cái ngày đặc biệt cô không trì chú mà cô lại tụng kinh khác. Ví dụ nếu mà lễ Phật Dược Sư cái cô tụng kinh Dược Sư, hay là mùa Tết tụng Phổng Phổ Môn, ví dụ vậy, mà không trì chú vậy cảm thấy khó chịu quá. Tại mình hứa tụng Đại Bi mà giờ mình skip tụng Đại Bi, mình qua khác mình tụng. Ý phải vậy không? Không có vấn đề gì chuyện đó cả. Tất cả dù chú, dù kinh hay dù là đạo niệm Phật thì ai nói, ai dạy cũng là Phật thôi. Thì bây giờ mình không tu chú Đại thì không trì Đại Bi, thì mình trì chú Dược Sư, không trì Dược Sư trì kinh Pháp Hoa. Cái quan trọng là mình vẫn giữ lửa tinh tấn tu tập của mình. Còn có thay đổi cái gì cũng không có quan trọng. Cô hiểu ý vậy đó. Chứ đừng có giống như Pháp Hòa đi. Ví dụ giờ mỗi tối Hòa ngồi thiền. Thí dụ vậy. Bữa nào mình mệt mỏi quá, mình biết mình ngồi thiền mình sẽ bị ngủ gật, thì mình làm gì? Đi lại Phật. Pháp Hòa lại 100 lại. Mà lại lên lại xuống thông thả vậy thì cũng trong khi mình lại mình có tư duy danh hiệu Phật. Rồi trong khi ngã người xuống, Pháp Hòa lại Phật có hãy đọc ba câu. Thường thường khi Pháp Hòa lại Phật á, trước hết là Pháp Hòa tán thán Phật. Vừa bước vô chánh điện gặp Phật cái là trong lòng mình khởi cái tao câu tán thán Phật. Thí dụ quý vị thuộc câu tiếng Việt cũng được. Xin tốt như hoa sen, rạng ngời như bắt đẩu, xin quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Nhưng mà tại Pháp Hòa quen đọc chữ Hán, Pháp Hòa hay đọc chữ Hán. Kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp. Bước vô chánh điện, mỗi lần bước vô chánh điện là tự cái tâm mình nó khởi cái câu đó. Rồi Pháp Hòa lại xuống, và khi lại là Pháp Hòa khởi nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Nhất là khi quý vị lại sám hối, mình không cần, thí dụ một đêm mình lại 30 lại, nhưng mà mỗi lại của mình rất là chí thành, và lại bằng cả sự chánh niệm của mình. Thì ngồi thiền, lại sám hối hay trì chú giống nhau. Mình không hề bỏ thời khóa. Bất quá là mình biết được cơ thể của mình hôm nay như thế nào, để chúng ta có một chút thay đổi về thời khóa hành trì. Phật rất khoan hỷ chuyện đó chứ có sao. Phật thấy mình đâu có lười biếng đâu. Thôi con bữa nay con buồn ngủ quá, Phật cho con đi ngủ đâu đó. Thật ra mình có ngủ Phật cũng không bắt tội à. Chứ đừng nói trời ơi tôi làm biếng ngủ vậy nhức đầu muốn chết, tất cả Phật quở. Phật không có làm mấy chuyện đó nha. Đừng nói vậy. Mình có tinh tấn hay không là tự mình. Nhưng mình đã nguyện, mình tinh tấn thì tự nhiên cái dây, cái tâm trạng mình nó hân hoan, nó phấn khởi, tinh tấn, nó vui, là tại mình giữ được thời khóa tu tập của mình. Dạ. Để cho con biết Phật. Mình là Phật tử nhưng mà thầy có một người bạn mà người ta bị bệnh cancer thầy, mà mỗi tuần tụi con lại là đọc kinh cầu nguyện cho cái người đó,
nhưng mà cái người nó là đạo thiên kinh tôn giáo thì con cũng đọc kinh tôn giáo cứ như là hỗ trợ cho người đó. Thì mỗi lần mà tụi con đi như vậy á thì về con sám hối với lại Phật. Sao sao cô rảnh dữ vậy? khi mà mình đọc cái kinh này, khi con nói con đọc của Phật giáo thì mình là con của Phật, là mình khi mình đọc cái kinh của Tôn giáo đó thầy. Dạ. Quý vị nghe rõ câu hỏi không? Cô có một người bạn Thiên Chúa giáo bị bệnh, tuần nào cô cũng nhập với một cái nhóm người tín đồ đến cầu nguyện cho cái vị đó theo kinh Thiên Chúa. Xong cô feel bad, cô nghĩ mình là Phật tử mà sao đi đọc kinh Chúa rồi về cô sám hối với Phật. Này là rảnh á, rảnh hơn cái rảnh á. Không cần phải sám hối gì hết. Kinh nào cũng chứa đựng cái đạo đức. Cô hiểu ý không? Mà khi cô đến đó, cô đem cả cái tâm lành của cô trước hết đối với một người bạn. Cái tâm lành thứ hai là cô không phân biệt, mà cô nhập vào đó để cô gửi cái năng lượng bình an của cô. Thì cái đó là điều quan trọng, chứ đâu phải cái chuyện mà cô theo ai. Cô hiểu ý không? Cái năng lượng bình an của nội tâm nó mới quan trọng nhất. Đây nè, bây giờ mình là Phật tử với nhau hết mà tụng kinh cầu an cho người ta mà không có bằng năng lượng bình an thì người ta cũng không có an được. Còn ví dụ bây giờ cái người đó họ ở tận bên Pháp, mình ở tận bên này, nhưng khi quý vị tu tập, quý vị gửi cái năng lượng đó cho họ, người ta vẫn nhận được. Cái làn sóng của tâm linh nó đâu có ngăn, nó đâu có ranh giới, nó đâu có bị ngôn ngữ của trần gian mình, phải không? Thành thử ra hôm nay là Phật cũng phiền cô lắm rồi. Đi cho đã, bây giờ sám hối. Khỏi sám hối mấy chuyện đó. Mà nếu nói ngược lại là Phật rất hoan hỷ, Phật thấy được một người đệ tử Phật sống giải thoát được như vậy, tâm linh hạnh phúc được như vậy, Phật rất hạnh phúc. Đức Phật không có, quý vị nhớ là Phật không phải một ông thần tu hành để rồi đợi tín đồ lại lục mình rồi gom coi bao nhiêu member. Phật không có mấy cái chuyện đó. Phật giáo không có cái chuyện đó. Phật giáo không có đi gõ cửa quý vị. Phật giáo không bao giờ mà kiểm soát của quý vị có đi hàng tuần không. Nếu mà tính mà kiểm ra là mất điểm hết. Có ai đi nhà chùa mỗi ngày mỗi tuần đâu. Toàn là đi theo vui không à. Vui tới giận ở nhà. Ai rủ đi đâu đi đó. Mà nhiều khi đi chơi nhiều hơn đi chùa nha. Nếu mà Phật mà tính kiểu đó là quý vị rớt hết. Nhưng mà mình có tinh tấn hay không, tự mình phải nỗ lực. Mình ăn một cái bánh, mình no một cái bánh. Mình ăn hai cái bánh, mình no hai cái bánh. Mình không ăn thì mình đói không no. Vậy thôi. Tu một ngày hạnh phúc một ngày, tu hai ngày hạnh phúc một ngày. Chuyện tu hành là chuyện của mình, chứ không phải chuyện để đi để Phật lấy điểm, lấy điểm với Phật. Mà cái chuyện tâm, bây giờ quý vị đến một cái đám tang của một người đạo Chúa, quý vị chấp tay hay là quý vị bằng cách nào đó, Nam Mô Di Đà Phật, nguyện anh sanh về cõi lành, thì câu niệm Phật đó lúc đó nó không có là một đức Phật gì, mà câu niệm Phật đại diện cho tâm lành của mình. Ở Phật giáo mình phải tu tập như thế nào để mình lột được cái chân lý của đạo Phật. Giải thoát ở đâu? Đi 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 xong rồi về sám hối là ràng buộc. Con đi người đó con gửi niệm lành chứ con có tới chửi họ đâu. Con gửi niệm lành cho họ mà. Cô hiểu không? Nhẹ nhàng cái chuyện đó. Mà mình được như vậy đó, mình là một người đệ tử rất là giỏi của Phật. Biết sống, biết hành, biết xử. Dạ. Một người bạn con đi chùa rồi con có chuyện đó dắt con đi, cái chuyện đó
con đó là nếu mà vô đây là nếu mà còn tin tưởng nó được vô còn không thì thôi, cái con cũng sợ, cái con không có đi, cái sau cái đời tự nhiên chị gọi cái con thì cho con đi, mà khi con vô đó thầy thì con thấy người ta đứng luôn cho bà, con quỷ giống như là làm phép cái bà gì đó thì chị gửi con đi lên đi, thì con ấn dạ tôi cho con đó là để con đứng như con biết tại vì thế nào thì quý vị nghe rõ câu hỏi ha, tức là cô đi đến một cái nơi đó mà gọi là tâm linh gì đó mà cô cảm thấy nó không ổn thì Pháp Hòa hỏi là có được hay là nên gì đó, thì Pháp Hòa chỉ xin trích một câu trong cái kinh Kalama mà Đức Phật dạy: các vị đừng tin những gì dù điều đó đã được truyền lại nhiều đời nhiều kiếp, hay là nhiều người người ta loan truyền vân vân. Thậm chí cuối cùng Đức Phật nói quý vị cũng đừng nên vội tin những gì dù điều đó tôi nói ra mà quý vị làm mà thiếu đi cái phần tư duy, suy nghĩ và quán chiếu. Pháp Hòa xin trích câu đó để trả lời với cô thôi, chứ Pháp Hòa không dám nói cái điều đó đúng hay sai. Cái gì mà mình có tư duy, có suy xét và mình thấy nó không ổn thì nhất định dù lời đó lời Phật cũng không nhất thiết phải theo. Đừng nghĩ lời đó lời Phật rồi mình răm rắp mình theo, bởi vì mục đích lời của Phật là như toa thuốc chữa bệnh. Mình uống cái toa đó mà mình không thấy hết bệnh thì tại sao mình phải uống cái toa đó? Thuốc nào trị được bệnh là thuốc tốt, pháp nào trị được tâm bệnh của chúng sanh là pháp tốt. Đó là lời của Ngài Ấn Quang, phải không? Thành thử ra tự mình kiểm nhận thôi. Nơi nào, điều gì trong, không phải là trong Phật giáo rồi có nhiều vị nói trúng đâu, nhưng mà mình phải tư duy chứ. Mà một cái chuyện mà Pháp Hòa cứ gặp phải hoài mà không biết, chứ kể là nói hoài mà cũng còn bị đó, là Phật tử cứ bị cái chuyện là người ta vô nhà, ta nói trời ơi tại sao chị Phật thờ ngồi, Phật ngồi mà và chị cái thờ Quan Âm mà hai cái chân Quan Âm chéo lên vậy nè, rồi cái bắt ấn cầm bình nước về cái người ta vô người ta bàn, tôi nói chị đừng có thờ Phật ngồi như vậy, ngồi như vậy đó chị có chuyện chị kêu đó, ngài đứng dậy lâu lắm. Rồi một chuyện xong thì người ta mới hỏi lại, khi cái người thờ ta mới hỏi vậy mình phải thờ Phật làm sao, cái bà nói chị đi ra tiệm hay đi ra chùa, chị tìm Quan Âm nào mà một chân co lên chân thòng xuống đó. Quý vị biết cái tượng Quan Âm đó không? Cái tượng mà tự tại mà ngày ngồi ngày dắt cái tay về rồi cái chân ngày co lên cái chân ngày duỗi xuống, hỏi chi ready to go. Rồi hai tượng. Rồi cái cô kia cổ đi chùa, cổ thấy cái tượng Phật Quan Âm đứng đẹp quá, cổ đứng cổ thỉnh vô cổ thờ, cái tay vô tôi nói trời ơi tại sao chị thờ Phật đứng, đứng là khổ, chị thờ vậy bởi chị cuộc đời chị khổ. Rồi cái hỏi sao chị đem khổ đem đứng vô tượng đứng vô cất đi, chả đi đi kiếm tượng ngồi. Xong cái thỉnh cái tượng ngồi tổ bố về để chị không được thờ tượng bự, tại vì bự để chùa thờ thôi. Cái bà bưng vô chùa nói thầy cho con gửi bà lớn lại con xin kiếm bà nhỏ. Ông bà nói trời, giống như là Phật không yên với mình, đứng cũng không được, ngồi cũng không được, mà ngồi tréo chân, ngồi coi chân gì. Mình bất an là Phật bất an theo. Cho nên thưa đại chúng là trở lại cũng như vậy.
không những gì mình ta nói mình phải suy nghĩ. Không phải ta nói gì cũng trúng đâu. Trong Phật giáo cũng vậy thôi. Tại vì có những người cái đó là cái tà kiến. Nhưng mà cái tà kiến, sao xin nhắc nhận là tà kiến không có xấu, không có ác. Chỉ có điều là họ hiểu không đúng thôi. Rồi cứ đi truyền tải cái không đúng đó là lâu ngày nó thành ra. Nhưng mà có những vị dạy sao? Thà là phá giới chứ đừng phá kiến. Mình có phá giới là tội lỗi mình thôi. Mình nói những điều không đúng mà để người ta theo mà hết đời này tới đời khác rồi dẫn nhau khổ đau chùm chùm vậy đó, khổ hơn nữa. Cho nên phá giới tội nhẹ hơn phá kiến. Nghĩa là mình phá đi những cái chánh kiến để mình len lỏi vào đó những cái tà kiến tư duy là không nên. Cho nên Phật giáo có một cái là chánh tư duy chứ không được tà tư duy. Vì chánh tư duy mới đưa tới chánh ngữ, chánh nghiệp. Còn tà tư duy là đưa tới chánh ngữ, chánh tà nghiệp, tà ngữ, thậm chí gì tà chánh tinh tấn chứ không phải là chánh tinh tấn. Cho nên Pháp Hòa không dám nói cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào đúng, cái nào sai. Nếu cô là Phật tử thì cô không cần cái gì, cứ việc đi theo cái con đường của một Phật tử cần đi thì mình khỏi thắc mắc. Đó. Bây giờ quý vị đi vô chỗ quán bar mà hỏi đi chỗ đó được không thầy? Em nói được thì cũng chết em. Mà em nói không được cũng mệt cho em. Đó là không nói được. Tự mình tư duy, mình đã gọi nó là tên gì rồi thì tự mình phải biết nghĩa của nó và việc làm của nó. Kính thưa đại chúng là chắc nhiêu đó cũng đủ rồi. Để quý vị về nấu cơm nhé. À câu kia. Dạ. Thầy cho con hỏi là năm nay con 35 tuổi mà đêm nào con không ngủ là con cứ mơ con đi cày ruộng hay đi giống như là đi làm cái này kia đó. Cứ sáng con tỉnh lại là con mệt. Giống như con ngủ cái vùng của con cứ làm việc gì đó. Rồi sao? Muốn thầy rủ thầy đi cày chung hả? Mỗi tối có tụng kinh ngồi thiền gì không? À thôi giờ tập tụng kinh ngồi thiền đi. Thật ra đó là con cũng đi cày đó chứ. Sáng nào cũng phải đi cày phải không? Cày trong office, ban đêm về cày ruộng nữa. Rồi đem ra hỏi thầy chắc định rủ thầy đi cày chung. Bất cứ một cái giấc chiêm bao nào cũng đều từ cái tâm thức bất an của mình trong đời sống hàng ngày phần lớn ha. Cho nên bây giờ để cho mình định cái đó đó. Tại vì cái giấc chiêm bao nó ảnh hưởng cuộc sống một phần. Có nhiều khi á, có những giấc chiêm bao là do ban ngày mình suy nghĩ rồi ban đêm á, mình thấy. Có những cái không còn suy nghĩ gì hết mà nó đã của cái quá khứ. Cho bây giờ mình muốn được như vậy á, mình tập tịnh tâm mỗi tối, ngồi thiền 15-20 phút trước khi đi ngủ. Còn nếu mình muốn nữa thì mình niệm Phật trong khi mình thiền. Thí dụ hít vào A-di, thở ra Đà Phật. Niệm Phật có 10 cách, có 10 cách niệm Phật. Thì trường hợp mà hít vô thở ra với câu niệm Phật ấy, chúng ta gọi là sổ tức niệm Phật. Thay vì mình hít vô thở ra mình đếm 1, đếm số thôi. Bây giờ không đếm số mà mình hít vô A-di, thở ra Đà Phật. Lấy câu niệm Phật phối hợp với hơi thở để làm cho cái tâm mình định, đó là tự lực. Lấy câu niệm Phật để giúp tâm thức của mình gọi là tha lực. Thì khi mà tự lực và tha lực nó có mặt và tuyên bố, ví dụ mình trước khi đi ngủ xin nguyện cho con một giấc ngủ bình an, thì mình cứ tập dần như vậy một thời gian. Thay vì mình bệnh mà mình không uống thuốc thì bây giờ mình bắt đầu thử thuốc, niệm Phật với hơi thở. Còn nếu muốn trì, thí dụ mình trì chú Lục Tự Đại Minh, án mani hít vào, bát di hồng thở ra, ôm mani thở vào,
Pet mi hùng, thở ra. Trì chú hơi thở, niệm Phật với hơi thở. Còn không á thì hít vào, tâm tôi an, thở ra, tâm tôi lắng. Tâm an, tâm lắng. Và mình mỉm cười với cái sự bình an của mình. Trước khi mình đi ngủ, mình mang bao nhiêu cái an lạc đến, đến cái thân tâm của mình, để giúp cho cái giấc ngủ mình được nhẹ. Còn hơn mình không làm, phải không? Thành thử ra chữa bệnh á, nó có bệnh, nó có ba loại: thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh. Thân bệnh uống thuốc được, tâm bệnh là dạng tâm lý, tìm những người chia sẻ nói chuyện. Nhưng có những người không phải do tâm bệnh, cũng không phải do thân bệnh, mà nghiệp bệnh. Cái nghiệp bệnh tức là những cái gì đó mình cứ tư duy về nó mà điều đó nó không hề xảy ra, rồi mình cứ bị cái đó lôi cuốn khổ đau. Hoặc là mình vướng vào những cái cố chấp, rồi mình sống y như vậy, không ai tháo gỡ gì được cho mình hết. Đó là nghiệp bệnh. Thì thân bệnh thì uống thuốc, nghiệp bệnh thì tâm lý trị. Tâm bệnh là tâm lý trị, nghiệp bệnh chỉ có tụng kinh sám hối thôi, tu tập mới hết. Mà phần lớn chúng ta là nghiệp bệnh, cho nên ráng tu tập, sám hối, trì kinh. Ngồi thiền là trợ lực, là cái chính để cho cái tâm mình định. Nhưng để cho cái trí mình sáng, cũng như cái tha lực của Phật, thì chúng ta phải cần có một thời kinh 10 phút cũng được. Ngồi thiền á, là chánh hạnh. Tụng kinh niệm Phật là trợ hạnh. Hay tụng kinh niệm Phật là chánh hạnh, tiếng chuông tiếng mõ là trợ hạnh. Cái hạnh chính của mình phải làm, và mình mượn thêm những cái phương tiện để trợ giúp cho mình. Ví dụ như đại chúng ngồi tịnh là chánh hạnh, nhưng để cho đại chúng được an lắng, thỉnh một tiếng chuông lên, thì tiếng chuông này là trợ hạnh. Ngồi thiền để cho mình có cái chánh hạnh. Cho nên tu phải có tự lực, phải có tha lực. Quý vị tìm lại cái bài giảng về năm lực mà Pháp Hòa đã từng chia sẻ. Ngoài tự lực, tha lực, chúng ta còn có những cái lực khác mà nếu có được trong cuộc sống tu tập thì nó tốt. Dạ, mời cô. Dạ, thưa thầy, có câu hỏi mà con không có biết trả lời. Mỗi năm thì chồng con cứ hay gọi điện nói là đi làm mua đồ về uống, hôm nay là lễ Phật Hoàng. Thì con mới nói là xưa giờ con không có biết lễ Phật Hoàng ta hết, mà bây giờ nếu mà con mua đồ cúng, con mua cúng thì sao? Cho nên con không rành hay. Nhưng mà con cứ thắc mắc là tại sao mình phải cúng lễ. Năm nào chị chồng con cũng ngày mùng 10 tháng giêng, phải không? Thì đúng rồi, mùng 9, mùng 10 tháng giêng tùy mình. Thật ra thưa đại chúng là cúng Ngọc Hoàng không phải là một cái lễ nghi của Phật giáo, đó là một tín ngưỡng nhân gian. Vì người ta tin rằng ở trên trời có một ông Ngọc Hoàng. Thật ra ông Ngọc Hoàng đó dưới cái nhìn của đạo Phật là ai? Trời Đế Thích. Người Hoa gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, Phật giáo gọi là Đế Thích Thiên. Hiểu ý không? Thì trong cõi trời tam thập tam thiên có trời Đế Thích, là cung trời Đao Lợi đó. Thì cái vị trời đó là Đế Thích, mà người nhân gian gọi là Ngọc Hoàng. Thì đây là một tín ngưỡng. Phật giáo thì không có cúng cái đó. Nhưng mà bên Phật giáo Trung Hoa hàng năm có lễ cúng chư thiên vào 24 tháng giêng. Thì á, quý vị muốn cúng cũng được, không sao. Nhưng mà cái đó chỉ là một cái tâm thành của mình. Mình tin có trời, có đất. Nhưng mà cúng đó không phải là, bây giờ mình nghĩ đơn giản theo Phật giáo á, là mình cúng đó không phải mình nghĩ có ông nào đó. Chứ ông đây là sự tôn trọng. Mình gọi ông là tôn trọng. Thổ công, phải không? Là ông đất. Địa công là ông địa đó. Tài công là ông thần tài. Chữ công là để biểu tượng cho một kính ngưỡng. Quan công, ông thật ra ông tên là Vũ Quan Vũ. Nhưng mà bởi vì mình kính trọng không gọi tên, chỉ gọi họ, cho nên chúng ta gọi là ông Quan, ông họ Quan, gọi theo tiếng âm Hán là Quan Công. Ông Táo mình thờ trong trong nhà bếp là Táo Công. Vậy thì cái chữ ông đây là để biểu tượng cho sự tôn kính. Thì bây giờ mỗi bữa mình ăn cơm mình cũng chắp tay,
xin cảm ơn, vì thấy rằng thức ăn này của đất trời và công phu lao tác. Đất cho mình xanh sôi nảy nở, trời cho mình mưa nắng. Như vậy đây là trời đất theo Phật giáo là gì? Thiên nhiên. Vậy thì cái cúng ở đây là một biểu lộ tạ ơn thiên nhiên. Và mình có tạ ơn thì sống biết bảo hộ thiên nhiên. Quý vị hiểu ý. Cho nên Phật giáo á, cúng cái gì cũng được, nhưng phải thể hiện cái tâm cúng của mình bằng cách bảo hộ cái đó. Mình cảm ơn đất trời thiên nhiên thì phải sống biết bảo hộ thiên nhiên. Cái gì tổn hại đến thiên nhiên chúng ta giảm đi. Hằng ngày những cái chi phí, những cái sử dụng của chúng ta nên giảm những cái gì không cần thiết để chúng ta bảo hộ được thiên nhiên. Đó là một cách để chúng ta cúng cho thiên nhiên. Nhưng mà người xưa cũng bày theo một cái lễ cúng để bày tỏ. Còn cái cúng của mình là gì? Là cách sống. Như nãy Pháp Hòa nói thôi, quý vị có cúng Phật, nhang đèn gì cứ cúng. Nhưng mà tốt hơn hết là nên bày tỏ một cái sự cúng cho Đức Phật trọn vẹn nhất. Đó là sự tu tập của mọi người chúng ta. Thì chữ cúng trời, cúng đất cũng vậy thôi, để bày tỏ. Thấy không? Thôi thì mình mua một dĩa trái cây, không có bắt buộc gì hết, bất cứ cái gì, một bình hoa, một dĩa trái cây. Hôm nay đầu năm mới, con xin cảm tạ đất trời, thiên nhiên đã bổ hộ cho môi trường sống của chúng con trên hành tinh này, trên trái đất này là nói chung, và đặc biệt là ngay vùng đất con ở đây. Mình nói lên tất cả cái tâm thành của mình thì mình cũng làm đó, nhưng mình không để cho cái mê tín nó lôi, mà mình đưa thổi vào đó những cái ý niệm của chánh tín và đưa lên cho mình một cái phát nguyện sống làm cho thiên nhiên đất trời được bảo hộ. Nữa hả? Khoan khoan, để cho cô này hỏi. Dạ. Cái gì? Này đụng tới nữa. Thật ra thì như thế này, bởi vì trong cuộc sống, hiểu không, Phật giáo không có phân biệt giới tính. Tất cả con người, nam, nữ, đồng tính, Phật giáo đều tôn trọng. Tuy nhiên, mình phải biết giới tính của mỗi người để mình có thể độ họ và đặt họ vào đúng vị trí. Ví dụ bây giờ một cái người nữ thì đi vào chùa ni nó dễ rồi, chùa nam thì đi vào chùa ni nó dễ rồi. Nhưng bây giờ cái gì đó, tướng thì tướng nam mà tánh nữ, làm sao để vô đâu? Để vô chùa tăng thì là không được, tại vì đó có thể sinh tâm thương một người nam. Mà để vô chùa nữ là không được, bởi vì tướng là tướng nam. Hiểu ý không? Ở đây không phải là phân biệt, mà là không thể đặt vào một cái môi trường nào thì trường hợp đó vị đó phải có phương pháp tu tập. Quý vị nhớ là Phật giáo không hề có kỳ thị. Lòng từ bi phải bình đẳng, nhưng mà đã là từ bi thì phải biết bệnh tình của mỗi chúng sanh mà đưa thuốc. Người ta đau lưng thì phải cho người ta cái ghế ngồi, chứ không thể bắt người ta ngồi dưới này mà để gọi là thành Phật ngồi thiền được. Thì cũng như thế. Bây giờ giới tính, tướng và tính nó khác, để vô bên nào cũng kẹt hết, phải không? Cho nên trường hợp đó vẫn cho tu, nhưng mà tu tại gia. Và có tu tại gia đi nữa, nhưng mà cái tâm trí xuất gia không khác người xuất gia. Pháp Hòa giải thích sơ thôi nha, để đại chúng hiểu vậy. Cũng giống như một cha mẹ thương con là thương bình đẳng, như là cái đáy của mặt hồ. Nhưng mà đứa con nào nó khổ hơn thì mình lại để tâm nó hơn. Cho nên cái tình thương đó giống như mặt nước, nó lăn tăn, nhấp nhô, cao thấp. Đó là vì tùy duyên hoàn cảnh của mỗi người con. Nhưng mà tình thương của cha mẹ thì như đáy mặt hồ, bằng phẳng, không bao giờ có một chút kỳ thị khác biệt. Nhưng khác biệt là vì một cái đứa bệnh mình phải thương nó, chăm sóc nó hơn đứa khỏe chứ. Mà cái đứa khỏe mà lỡ nó ganh tị thì mình phải giải thích cho nó nghe, để cho nó mở lòng, nó thương người kia.
Cho nên ở đây mình giải thích để mở lòng, mở lòng để thương tất cả và tiếp độ tất cả theo cái hoàn cảnh của người ta tu. Đúng ra đó, người 60 tuổi là không cho xuất gia nữa. Nhưng bây giờ có những người, người ta 60 tuổi mà ta còn khỏe, có dù gì, phải không? Rồi bây giờ ví dụ cái bà cụ đó 70-80 tuổi rồi, giờ xin đi xuất gia, trường hợp này cũng cho xuất gia mà gieo duyên thôi, tu gì nổi nữa, phải không? Nhưng mà cuối đời mình cho người ta một cái duyên để họ kết duyên lành với Tam Bảo. Nhưng mà họ đã cuối đời rồi thì phải ráng hướng dẫn cho người ta tu cho nó tốt hơn, để cho cái đường tu cuối đời nó khá chút. Dù không phải là trọn vẹn như các vị đồng chơn hay là trung niên, nhưng mà ít nhất lão niên rồi thì cũng phải nỗ lực. Cho nên chính mà các vị lão niên mà đi tu đó cũng phải tự biết mình là lão niên xuất gia thì phải tinh tấn, đừng để cho những cái lặt vặt nó chi phối mình nữa, thì nó uổng cái chí nguyện cuối đời của mình. Vậy cô giải tỏa được chút xíu ha? Không thì Pháp Hòa giải thích vậy đó. Con chỉ hỏi một câu là thường thì ở chùa có những khóa tu á, thì còn nấu với bếp. Có nhiều vị nói là con á, không có lo đi lên nghe pháp, tu pháp mà cứ lo tu phước, như vậy không có tốt. Cái đó đúng mình thật. Nhưng mà trong lúc con nấu thì con cũng có niệm Phật. Có một Phật tử thắc mắc là lúc nào cũng ở dưới bếp nấu ăn cho đại chúng. Rồi có người nói chị tu vậy là trật rồi, tối ngày cứ lo tu phước mà không lo tu tuệ, phải không? Rồi cái không biết có trúng không, mà thấy chắc trúng rồi mới khóc nè. Chứ nếu không trúng là mình bình thản rồi, đúng không? Thật ra thưa đại chúng, trong phước nó có huệ, trong huệ nó có phước. Khi cô nấu ăn, dù cô không lên nghe pháp, nhưng mà cô biết được rằng cái thời gian cô hy sinh này cho rất nhiều người được tu tập trọn vẹn tốt. Cô nhận thức được điều đó tốt, cô mới làm chứ. Mà nhận thức là trí rồi, là mình mới ứng dụng cái việc làm của mình. Hiểu ý không? Cho nên đừng có lo. Cái chuyện mình làm mà mình biết mình đang làm gì thì đã có phước rồi. Nhưng có nhiều khi người ta ngồi nghe pháp suốt ngày, nhưng mà trí tuệ của những người nghe là trí tuệ bấp vế, đứng dậy tuột hết trơn. Này Phật nói, em không có nói à. Phật nói trong kinh là có ba loại trí tuệ. Có những trí tuệ như là bấp vế, có trí tuệ lộn ngược. Có nhiều người, bây giờ quý vị tưởng tượng cái chân mình để dày một đống kẹo nè, đứng dậy thì kẹo làm sao? Rớt xuống hết. Thì có chân, nhiều khi mình nghe rất nhiều nhưng mình đứng dậy là rớt hết, không thuộc cái gì hết, không nhớ cái gì cả. Thì người đó có mặt trong các pháp thoại nhưng mà không ghi nhận. Còn mình chẳng có biết gì hết á, chỉ lo công quả thôi. Nhưng mà ai chọc giận mình vẫn nhẫn được, ai nói gì mình vẫn bình an, mình có tu. Vậy thì đây là đúng nghĩa công quả. Vừa bỏ công sức ra làm, vừa hạ thủ công phu những lời khen chê mà bình an được. Công quả nó có hai loại, hai thứ công: công sức và công phu để có được cái kết quả tốt. Hiểu ý không? Phước nó có hai loại. Phước mà mình làm vậy nè, nó có ăn có mặc là phước hết, có ngày hết. Phước này không có hết. Tôi nhận thức, tôi biết tôi đang làm gì, thì tôi đang làm điều tốt. Thay vì bây giờ một là tôi đi nấu cho đại chúng ăn, hai tôi vô casino, ba là tôi nằm ở nhà tôi coi phim nguyên ngày, ai làm gì tôi? Nhưng mà tôi đã vô đây rồi, đáng lý các vị phải tán thán chứ. Như các vị cũng tán thán mà các vị nói vậy nữa, mà mình nghe hiểu hết. Các vị trí tuệ đâu không biết mà các vị không có học theo hạnh người xưa. Mỗi lần gặp Phật cái
Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, khen Phật đó. Vậy tại sao mấy ông Phật dưới này mình không khen? Các Phật, các Bồ Tát của mình mỗi ngày mình không khen. Trời ơi, cảm ơn chị đã hy sinh công sức để đại chúng yên tâm tu học. Công đức chị vô lượng. Mà cô đừng lo, một người nói mà trăm người hồi hướng cô cũng được hưởng. Đặng chứng là việc làm gì xong mình cũng hồi hướng mà. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Thôi mình hồi hướng. Hiểu không? Đừng lo, cứ việc mình làm. Nhưng mà nếu mà nói theo cái phương tiện bây giờ á, cô làm xong rồi, những ngày cô không làm, bài giảng đó vẫn lưu lại, cô vẫn nghe được hết các bài giảng, cô có mất đâu. Mà nếu nói cô còn được hai nữa, được làm công quả đúng lúc, pháp nó vẫn còn lưu đó cho mình nghe, có mất cái gì đâu. Quan trọng là mình có biết cách tu tập hay không. Mời anh. Con không biết là cái câu thần chú mà cố gắng hơn có thể vượt qua tất cả mọi khổ nạn, thì không biết cái gì nào về cái đoạn thần chú đó có stay thiếu sót gì không? Sao anh không hỏi người dịch mà anh hỏi em? Bây giờ nói tới chuyện thần chú. Thần chú gọi là chân ngôn, là mật ngữ. Chúng ta gọi là tổng trì. Tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Vậy thì cái câu thần chú đó nó linh ở cái chỗ là chúng ta vẫn duy trì nó để chúng ta vượt qua tất cả mọi cái cơn sóng gió, dù ít dù nhiều trong mỗi ngày. Không phải người ta dịch sót hay người ta đọc không trúng. Ngoài cái chuyện hành trì, nó còn phải có cái phước đức của chúng ta phối hợp. Cũng ví dụ mình có cái phước, người ta cho mình rất nhiều thức ăn, nhưng mình không có phước để ăn. Bệnh quá, ăn gì vô cũng trào ra hết, mặc dù có rất nhiều thứ. Như vậy thì quý vị nhớ là chúng ta tu tập là chúng ta cần cả phước của tự thân. Cái này gọi là phước đức của tự thân. Đây là phước đức vô lậu. Còn cái phước đức bên ngoài, vượt qua mọi cái thuận lợi trong cuộc sống, được người ta giúp đỡ thế này thế kia, đây là phước hữu lậu. Người ta giúp mình đó, mà lỡ mình sơ ý, mình vô tình mình làm ta buồn, ta nghĩ người ta không giúp nữa, thì cái này có thể dạ bất cứ mất lúc nào. Thì cái phước này là phước vô lậu, hữu lậu. Nhưng mà chúng ta phải cần tìm cái phước vô lậu của chính mình. Đời này con gặp nhiều khổ nạn, con đang cố gắng vượt qua, nhưng con cũng đang thực tập rằng con thấy ai thành công con không ganh tị. Con thấy ai thành công con không có ganh tị, mà con sanh tâm tùy hỷ với người, ráng tạo cái phước đó. Thì chính cái phước tự thân mà không ganh tị đó, nó sẽ giúp cho mình mỗi ngày mỗi chút để vượt qua tất cả những cái khổ mà mình đang gặp bên ngoài. Đức Phật dạy trong kinh, đừng thấy điều phước nhỏ mà khinh thường. Cứ làm đi. Lâu ngày từng giọt, lâu ngày nó sẽ thành một cái lu đầy nước. Nhưng ngược lại, đừng có thấy điều ác nhỏ mà cứ làm. Vì làm hoài lâu ngày, cái ác nó thành cái ác lớn. Cho nên á, có hai loại khổ đau mà hay là khổ nạn hay là hoạn nạn đó, nghèo khổ đó. Cái nghèo khó bên ngoài mình vượt được, nhưng mà ráng làm sao trị được cái nghèo khó trong tâm. Ganh tị nè, ích kỷ nè, nhỏ mọn nè, hay thậm chí cái mình đã được mà còn đi nói những cái điều mà làm cho người ta không được á, mình tới mình nói cho người ta tủi thân thêm, thì mấy cái đó mình nên chỉnh đốn đi để cái phước mình nó trọn. Sở dĩ ngày nay mình khổ là có một phần của đời trước đó, vừa không cho mà vừa chê trách. Có nhiều người á, thí dụ ha, giàu không cho người nghèo mà còn khinh người nghèo nữa, này nghèo dữ lắm. Vừa
không bố thí mà vừa bị mắc cái quả nữa là gì? Còn khinh thường người nghèo. Còn đời này mình nghèo mình khổ thật, nhưng không ganh ai, không ganh với ai, không tị hiềm với ai, mà biết tùy hỷ, tùy thuận, tùy duyên. Thì cái cuộc sống tùy, Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, biết đủ là giàu có nhất, không có bệnh là khỏe khoắn nhất. Không cần khỏe, chỉ cần không có bệnh thôi là hạnh phúc nhất. Phải không? Không cần giàu, biết đủ là giàu rồi. Và cuối cùng là gì? Niết bàn lạc tối thượng. Khi nào tâm mình có an lạc, có bình an, đó là niềm vui tối thượng của chúng ta. Đi coi một cái buổi văn nghệ, nó cười rần rần vậy, cái đó cũng chỉ tại người ta nói mình mới cười thôi, chứ mình đâu đủ khả năng ngồi yên lặng mà vẫn cười được đâu, vẫn bình an được đâu. Khi nào ở nhà một mình mà không còn sợ ma mà vẫn an lạc với cái lúc mình một mình, là lúc đó mình biết mình đã được niết bàn rồi đó, phải không? Cho nên ngày xưa có một vị thiền sư á, nghe nói không, thuở nhỏ chưa từng rõ sắc không, xuân về chim yến rộn trong lòng, chúa xuân đã bị ta khám phá, chiếu trải vườn thiện đón ánh hồng. Hồi nhỏ tôi chưa từng hiểu được cái lý sắc không, cho nên tôi còn vui buồn theo mùa. Thấy không? Thở nhỏ chưa từng rõ sắc không, xuân về chim yến rộn trong lòng. Lúc thấy xuân về, thấy chim, thấy yến thì nó tết tết, vui theo cái cảnh thôi. Nhưng bây giờ chúa xuân đã bị ta khám phá. Chúa xuân là gì? Là một mùa xuân bất tận tận lòng mình. Lúc nào cũng có mùa xuân, dù lá rụng hết trọi, dù tuyết phủ, nhưng lòng vui là mùa xuân. Chúa xuân đã bị ta khám phá. Tối nay tắt đèn, ngồi thiền ở trên bồ đoàn tọa cụ, mà tôi đang đón một mùa xuân bất tận. Hôm nào ở nhà mà không còn sợ ma, không cần mở nhạc, không cần mở ai để mình đừng sợ ma, mà vẫn sống được lặng lẽ với mình, với chính mình, đó là mình biết chúa xuân đã bị ta khám phá và không còn phải sợ hãi gì nữa. Sao hỏi hoài vậy? Ngồi góc này thêm tại Việt Nam. Anh thưa thầy, con từ dưới đây con từ Việt Nam mới sang. Ở bên đấy thì con cũng thường nghe bản thân thầy nói rất yêu quý. Có cái nhân duyên hôm nay cả gia đình chúng con đây này được gặp thầy, nhưng mà phải cảm ơn tu viện đã tổ chức hôm nay. Cảm ơn thầy, tất cả mọi người có mặt hôm nay, một lời chào, một lời cảm ơn thật sâu sắc. Cảm ơn chú. Hỏi con cũng là một cái doanh nghiệp ở Việt Nam, cái ngành của con là cái ngành của dân với ngành cấp nước. Mỗi ngày con có hơn 40.000 người có thể. Nhưng mà con nghĩ đây là, con không biết là điều kiện con làm đây là do cái nghiệp để con dụ cho Việt Nam, hay là do cái phước báo ban cho con cái ngành này. Lấy cá nhân như cái này con sẵn sẻ lại bây giờ phụ vụ là con trăm họ, người gì người khác có thể chỉ trích, người khen, người chê, rồi người động viên. Đến năm nay con cũng 20 năm trong nghề. Nghề gì chú? Dạ, nghề cấp nước. Cấp nước là cái gì? À, nước uống hả? Dạ. Con nghĩ là, con nói nếu mà khách thân còn đến nhiều bạn nữa, họ có khi gốc điện hay là cái này cái nghề phục vụ mãi có người lạ. Chứ gì thì con nghĩ cái này là cái nghiệp hay là cái phước báo con. Rồi, cảm ơn chú. Chỉ trả lời đơn giản là chú cấp nước, chú có bán nước đâu chú lo. Khi nào chú bán nước thì chú thôi rồi vậy đi ha. Thật ra đó, chú làm cái ngành nghề cung cấp nước thì chú mới lấy được cái quê hồng, cái tiền mình thu nhập. Thì cái chuyện đổi chát, khen chê là bình thường. Thầy chùa đi làm không công mà còn không vừa lòng đại chúng thì có gì đâu mà lấy em ra mà ứng xử cuộc sống.
thôi mình hồi hướng được rồi. Cũng diệu niên, cũng diệu niên nữa. Khổ ghê vậy đó. Ba khỏi là hàng năm giao thừa khấn Phật trước hay chư thiên trước hả? Phải câu hỏi vậy không? Mà bác đã khấn gì trước rồi? Mà hai ổng có nói gì không? Ông trời với ông Phật có nói gì không? Bằng chứng là người ta hoan hỷ vui vẻ bác mới tới giờ này nè. Thôi vậy đi. Bác cúng hai ông, ông nào trước ông đó cũng hoan hỷ hết. Bây giờ tự nhiên ở đâu em xen vô, em biểu ông nào trước em kiếm chuyện à. Mấy ông trời cho la em à. Ông nào trước kể, miễn hai ông ok là được rồi. Em xen vô nó ở đâu làm kẻ thứ ba, xen vô tình cảm của hai chúng tôi.